Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, rất vui được gặp lại các bạn. Ngày hôm nay như đã hẹn thì mai sẽ gửi tới các bạn nội dung thứ hai của truyện. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây chia sẻ lại cảm nhận của bạn ở dưới phần bình luận cũng như là đăng ký kênh tiếp thêm động lực cho mai cũng như team truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay mỗi ngày. Tập 2. Sáng hôm sau, cô đến công ty với trạng thái tràn đầy năng lượng. Cô giải quyết công việc một cách triệt để, làm hài lòng người lạnh lùng họ Trịnh kia. Vì anh ta rất thích sự chuyên nghiệp, cho nên hôm nay anh không la mắng gì khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn quay qua quay lại đến giờ tan ca cô lấy túi sách chậm dại đi xuống vừa ra khỏi cửa công ty thấy chiếc lamborghini màu đỏ đang đậu rất gần công ty trợ lý của lục lệ thành mở cửa bước ra rồi kêu cô cô lương à bên này cô thấy vậy khẽ nhếch môi cười đi thẳng với chiếc xe màu đỏ mọi người trong công ty đi ra thấy cô có người đón bằng chiếc xe sang trọng ai cũng ngỡ ngàng bàn tán không chỉ nhân viên thấy cô được đi chiếc xe xa xỉ đó mà cả giám đốc Trịnh Tuấn của chúng ta cũng thấy. Cô vừa lên xe, trợ lý bắt đầu cho xe lăn bánh. Thành ngồi sau nói lên: "Hôm nay làm việc tốt chứ?" Anh quan tâm hỏi cô. Cô nhẹ nhàng trả lời: "Rất tốt. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy ạ?" À? Đến đó đi, rồi em sẽ biết." Xe chạy 30 phút thì dừng trước nhà hàng rất lớn. Cô chưa bao giờ đến đây bởi vì nó quá xa hoa đối với cô. Anh ngồi trên xe, sau đó được trợ lý đẩy vào. Cô đi ở đằng sau anh Nhân viên thấy anh thì nhẹ giọng chào Lục Thiếu à, phòng anh đã chuẩn bị xong rồi ạ Anh cười nhẹ nhàng Cảm ơn nhé Vậy là anh và cô cùng trợ lý đi vào phòng VIP đặt sẵn Thấy mặt cô ngơ ngác anh mới hỏi Em chưa đến đây bao giờ à Cô ấp úng trả lời Em chưa đến đây lần nào ạ Anh cười nhẹ nói Thật ra anh chỉ tới đây hai lần thôi Lần trước đi cùng đối tác Thấy nhà hàng này thú vị Cho nên đưa em đến đây theo anh biết thì ở thành phố này nền ẩm thực cung đình rất phong phú. Nhà hàng Phan San này phục vụ những món ăn cung đình từ năm 1920 rồi đấy. Vậy nhà hàng này chủ yếu món cung đình hả? À? Ừ, đến đây em được thưởng thức những món ăn cung đình, chỉ có những vua chúa thời xưa mới dùng. Wow, anh ở bên Mỹ nhiều mà biết nhiều về truyền thống dân tộc thật, lại còn nói tiếng rất chuẩn nữa. Đúng là anh ở bên Mỹ từ nhỏ, nhưng từ nhỏ anh được cho đi học văn hóa, cho nên là cũng hiểu được nhân nguyễn Mẹ anh là người ở đây mà Bà muốn anh cũng phải biết phong tục tập quán nơi bà sống Anh trò chuyện với cô một cách rất tự nhiên Cô không thấy xa lạ như lần đầu gặp nữa Cho nên trò chuyện với anh rất vui vẻ Đang nói chuyện Nhân viên từng người từng người mang thức ăn vào Chỉ có ba người mà như một bữa tiệc linh đình Nhìn những món ăn bày biện Màu sắc làm người ta có cảm giác ngon miệng thích thú Nhưng nó vẫn có vẻ cực kỳ xa hoa Cô và anh cùng trợ lý Cùng nhau dùng bữa Hai người trò chuyện ríu rít. Còn người trợ lý cứ im lặng Bởi vì theo anh thấy Lần đầu tiên Lục Lệ Thành vui vẻ cởi mở Nó nhiều như vậy Mặc công anh lên tiếng Làm anh ta mất hứng thì chỉ có chết à Cô không nghĩ mình và anh hợp nhau đến thế Cứ nói chuyện từ chủ đề này tới chủ đề khác Anh có hỏi về gia đình cô Cô nghĩ chẳng có việc gì phải giấu giếm Nên cũng chân thành kể với anh về hoàn cảnh gia đình mình Lục kể xong Không khí cũng lắng động hẳn Thành bất ngờ khi nghe về gia cảnh của cô anh có cảm giác mình may mắn hơn cô rất nhiều Thấy cô buồn lòng anh cũng thắt lại Thuần Mỹ này em không sao chứ Anh xin lỗi nhé Đáng ra không nên hỏi việc này Cô cảm thấy không có gì để xin lỗi cả Chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện gia đình Trong lòng cô man mác buồn Cô cười gượng nói Em không sao Chỉ là nhớ gia đình thôi ạ à. Anh đừng xin lỗi như vậy Em thực sự ổn chứ Ừ em không sao mà Mà sao anh về Mỹ nhanh như thế ạ à? Có chuyện gấp ạ à? Cô nói lảng qua chuyện khác để không cảm thấy anh ấy Tới đây mặt anh trầm xuống Thật ra mẹ anh đang bị ốm Bà muốn gặp anh Cho nên anh phải về Mỹ chăm sóc bà Bác không khỏe hả à, anh? Ừ, mẹ anh bị hen xuyễn Dạo này thời tiết bên Mỹ không tốt Nên bà thường xuyên lên cơn hen Bà phải vào viện để bác sĩ theo dõi Tránh những trường hợp xấu nhất Vậy cho em gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của bác Nếu có dịp sang đó được thì em sẽ thăm bác ạ Cảm ơn em Sau khi dùng bữa anh đưa cô về Trước khi về Cô hỏi anh khi nào bay Anh chỉ nói 3 ngày nữa lúc 6 giờ chiều Cô hứa sẽ đến tiện anh Anh cũng rất vui khi cô chủ động nói đưa anh ra sân bay Cô cảm thấy anh và cô thực sự rất hợp làm bạn Hai người nói chuyện rất rất hợp nhau Chia sẻ nỗi buồn với nhau Anh rất tốt với cô Và cô cũng muốn tốt với anh như vậy Hôm sau đến công ty Đang làm việc tiếng chuông điện thoại bàn vang lên Vẫn là anh Nhưng lần này đòi hỏi rất kỳ quái Đã vậy nói xong dập máy Không thèm để cô nói một tiếng nào Cô chỉ biết sang phòng anh để nói cho anh biết cô không phải siêu nhân. Gõ gõ cửa phòng, bên trong liền bảo vào đi. Cô vừa bước vào anh hỏi, hồ sơ tập đoàn CE đâu? Mà cô đen lại, Trịnh Tổng à, hồ sơ tập đoàn CE chỉ vừa chuyển đến cho tôi lúc nãy, anh phải cho tôi thời gian để làm chứ hả? Đúng, cô chỉ có thời gian hẹn hò, chứ không có thời gian làm việc. Như vậy tôi tuyển cô làm thư ký làm gì chứ? Trịnh Tổng anh vô lý thế, tôi hẹn hò cái gì? Mà nếu có, chuyện đó ảnh hưởng gì tới công việc và công ty? Tất cả công việc hôm qua tôi xử lý hoàn tất, chuyển lại cho anh rồi mà. Sáng nay hồ sơ tập đoàn CE mới chuyển đến đây, tôi còn nhận chưa đầy 15 phút. Đọc còn chưa hết, lấy đâu giờ thời gian xử lý xong hả? À? Dù giỏi giang hay chuyên nghiệp đến đâu, một tập hồ sơ dài gần 50 trang, không thể giải quyết trong 15 phút. Nếu trịnh tổng thực sự cân gấp, anh cho tôi một tiếng đồng hồ, tôi sẽ xử lý và mang vào cho anh. Anh tự nhiên đập bàn một cái, rồi chỉ thẳng mặt cô. Được, tôi cho cô một tiếng, đúng một tiếng cô mang sang đây cho tôi. Vâng thưa Trịnh Tổng Nếu không có việc gì nữa tôi xin phép về phòng làm việc Cô đang định quay lưng anh lên tiếng Có một việc nữa Công ty tôi là nơi làm việc chứ không phải nơi hẹn hò Lần sau nếu cô yêu đương Đỗ xe chỗ khác Đừng có đỗ gần công ty tôi Được Giọng cô khá lớn hơn thường ngày Giống như bày tỏ sự giận dữ ấy. Tùy lúc đầu cô không hiểu anh nói mình hẹn hò cái gì Nhưng bây giờ anh nói tới việc đỗ xe Cô biết anh nói tới vấn đề gì Bộ nhìn cô giống hẹn hò yêu đương lắm à? Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà Cô đi ra rồi đóng cửa lại Anh đang ngồi bực tức đứng dậy Nới lòng cà vạt Anh cảm thấy khó chịu khi cảnh hôm qua Anh nghĩ rằng mình quá khắt khe Nên không thích nhân viên hẹn hò trước cửa công ty Mà hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia Giờ mình khó chịu khi thấy cô ấy như vậy Đúng một tiếng đồng hồ Cô mang tập hồ sơ tập đoàn CE đã được xử lý Sau đó mang đến phòng làm việc của anh Sau khi đưa hồ sơ cho anh Cô tiếp tục xử lý tất cả những tập tài liệu còn lại tránh việc sáng nay xảy ra quả nhiên cô làm rất nhanh không bao lâu đã xử lý xong bây giờ chỉ việc ngồi nghỉ ngơi cô cảm thấy hôm nay anh lạ thật đấy cô có yêu đương cho công ty anh đâu chứ chỉ là xe bạn cô đỗ gần công ty thôi mà anh có cần giống lên như vậy không sao con người anh ta hẹp hòi thế nhở chiếc xe bạn cô đâu phải hạng vừa cũng là chiếc xe có số lượng sản xuất có hạng thua kém gì xe anh đâu sợ là mất hình tượng của công ty anh chứ gì bây giờ cô cảm thấy khó chịu Giống như kiểu mình đang bị áp bức ấy Oan ức mà không nói được Cô chả làm gì sai cả Sáng ra bị mắng thậm tệ Cô có hẹn hò đâu chứ Cô đâu phải thứ đen chút giận Vui thì bình thường Mà buồn bực trong người lôi cô ra mắng Xanh quá đáng thế nhở Chả biết phải làm sao nữa La hét không được, khóc không xong Cô áp lực đến nỗi không biết làm cái gì Cứ đi qua đi lại Nhờ khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên Cô thấy người gọi lục lệ thành giọng cô có chút khác thường anh rất tinh nghĩ hỏi cô có vấn đề gì cô không có ai tâm sự nên đành kể cho anh cô thực tức muốn chết à cô và anh cứ thế tâm sự được một lát lòng cô nhị nhõm hơn anh làm cho cô cười anh chỉ an ủi cô nhị nhàng nhưng khiến cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều sau khi cuộc gọi kết thúc cô cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn ba ngày cũng qua cô sau khi tan sở chạy ra nhanh công ty vậy chiếc lamborghini đỏ đó như lần này nó đỗ bên kia đường chứ không gần công ty anh không muốn cô bị oan ức bị mắng cô mở cửa xe ngồi vào bên trong chạy thẳng ra sân bay anh là người giàu có nên có hẳn một sân bay riêng lúc tới sân bay cô đẩy xe lăn cho anh đẩy anh vào trong trước khi lên máy bay anh và cô có nói chuyện một chút em có số điện thoại của anh rồi đấy bất kỳ lúc nào có chuyện gì phải gọi cho anh nhé ừ, em biết rồi ạ anh chăm sóc ba gái thật tốt với cả cẩn thận nhé Vì chân anh còn bị thương đấy Ừ em đợi anh về nhé Tất nhiên rồi Anh phải về để đi ăn và trò chuyện với em nữa chứ Ừ tạm biệt em Sau đó trợ lý thay cô để anh vào trong Anh thực sự cảm thấy cô ngốc Câu nói của anh hàm chứa ý nghĩa khác Anh có cảm giác rất muốn bên cô Muốn che chở cho cô Nhưng anh vào giờ phút này Chưa thể thực hiện điều mình muốn Vì mẹ cần anh Anh chắc chắn chỉ cần sức khỏe của mẹ ổn định Anh sẽ quay về chinh phục cô bởi vì cô khác với những cô gái ngoài kia Không tìm cách kể cận anh Cô cho anh thấy trên đời có cô gái tốt Không tham lam tài sản Cô là người con gái đầu tiên Anh không muốn buông tay dù chỉ một chút Khi trợ lý đẩy anh vào trong Cô đứng đó nhìn Để khi không thấy bóng dáng của anh nữa Cô mới bắt taxi về Thực sự cô khá buồn khi anh đi Anh là người đầu tiên tâm sự hợp với cô như vậy Cũng là người bạn đầu tiên tốt với cô Thực rất mong nghe quay trở lại Cô trở về nhà, lên phòng tắm rửa rồi nấu bữa tối. Dùng xong bữa, cô gọi điện cho mẹ để tâm sự. Vừa mới gọi, đầu dây bên kia nhấc máy. Mẹ nghe đây con gái à? Mẹ cô vẫn vậy, giọng nói nhị nhàng ấm áp. Mẹ nấu cơm chưa? Mẹ khỏe không ạ? À? Mẹ ăn rồi, mẹ khỏe lắm. Có gì Hà trò chuyện với mẹ, nên mẹ không có cảm giác buồn. Thế con thì sao? Dạo này thế nào? có ừ, con rất tốt ạ. À. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Hứa cuối tháng về, nhưng lại không về thăm mẹ. Con thực sự nhớ mẹ lắm đấy Giọng cô nghẹn lại Có chút sắp khóc rồi đây Có cái gì mà xin lỗi Câu việc quan trọng con phải nắm bắt Khi nào có thời gian rồi về thăm mẹ cũng được Mẹ à Thực ra ở đây con quen một người bạn Anh ấy rất tốt với con Anh ấy là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ của con Hôm nay anh ấy có việc đột xuất Mẹ anh ấy bị ốm cho nên quay lại Mỹ rồi ạ à? Bạn con là người nước ngoài à Vâng, ba anh ấy là người Mỹ Còn mẹ là người trong nước ạ à? Chỉ là bạn bè bình thường hả con? Bạn bè bình thường thôi mẹ, mẹ đừng nghĩ xa xôi. Chuyện còn dài lắm, khi nào gặp mẹ con kể rõ. Mẹ à, tiền con gửi về có đủ để mẹ chi tiêu không? Con gửi về nhiều quá, mẹ dùng không hết, cho nên đừng gửi nhiều nhá. Bà không muốn cô lo lắng, nhưng thực sự bà chi tiêu gì nhiều đâu, nên số tiền gửi về bà dùng không hết thật. Vâng, thế con yên tâm rồi. Bà con tính tình rất tốt đúng không? Vâng, anh ấy tốt ạ. À chứ không giống giám đốc của con giám đốc của con á khó tính lắm à vâng khó đoán lắm người gì mà khó tính khó gần ác độc nói chung xấu xa lắm mẹ ạ mẹ cô cười nói thôi con phải nhịn dù gì cũng là cấp trên trễ rồi đấy ngủ sớm đi mẹ cô rất muốn cô phải biết khéo léo bà muốn cô phải biết nhẫn nhịn vâng mẹ ngủ ngon ạ à. nói chuyện với mẹ cô xong cô cảm thấy đỡ nhớ hơn cuối tháng vừa rồi cô có xin anh cho cô nghỉ phép hai ngày nhưng anh không chấp nhận Cô mới chỉ vào làm việc không thể nghỉ phép Cô đành để dịp khác về thăm mẹ Nghĩ một lúc cô lên phòng rồi ngủ luôn Không có hôm sau dậy muộn tính nguy à Sáng hôm sau anh đến công ty như thường lệ Vừa vào trong phòng làm việc Trợ lý Lâm mang đến một tờ báo cho anh Đập vào mắt Thông tin mới nhất hiện nay Công ty trịnh gia buộc phá sản Vì số tiền nợ ngân hàng không thể trả Công ty đang bị niêm phong đến khi có người thu mua Mặt anh nghiêm nghị trầm tư một chút rồi gọi trợ lý Lâm Chị Lý Lâm nhanh chóng bước vào Chị Tổng, cậu cần tôi làm việc gì? Anh không nóng không lạnh nói sang ngân hàng thu mua chị ra cho tôi Cho người sửa sang lại Kiến trúc thay đổi lại giống như Trịnh Thị Tất cả những gì chị ra còn sót lại Vứt hết đi cho tôi Dạ vâng thưa Trịnh Tổng Đặt tên nó Trịnh Thị hai Nó là trụ sở phụ của Trịnh Thị Vâng thưa Trịnh Tổng Cậu cần gì nữa không ạ? Không, đi làm việc tôi giao đi Tôi muốn hoàn thành trong ngày hôm nay Vâng, tôi cho tiến hành ngay Nói rồi trợ lý Lâm lập tức đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Trong căn biệt thự khá là cổ, cực kỳ xa hoa, bên trong không khí ảm đạm, người đàn ông trung niên đang ngồi vò đầu bứt tóc. Ông chính là Trịnh Tú. Ngày hôm nay, ông chính thức mất đi tất cả. Công ty mất, tiền bạc của ông phải đổ ra hết đền bù cho đối tác trả số tiền còn thiếu cho ngân hàng. Sau khi bán công ty, không thể trả hết nợ cho ngân hàng, ông phải bán tất cả những thứ còn lại giải quyết. Ông chính thức trắng tay, chỉ còn lại căn nhà này và một chiếc xe ô tô tầm thường. Ông nghĩ không chừng, ông phải bán căn nhà này để xoay sở. Còn Dương Thủy Mỹ bị sốc nặng. Cô ta luôn miệng mắng ông, không biết làm ăn. Cô ta trách móc ông. Một lần ông nhịn, nhưng cô ta la mắng cả ngày khiến ông khó chịu. Ông quát lại cô ta. Hai người cứ thấy đấu khẩu. Anh làm ăn cái quái gì thế? Bây giờ cuộc sống của tôi phải thế nào đấy hả? Cô cầm miệng đi. Tất cả do cô lựa chọn. Tôi không ép buộc cô phải bên cạnh tôi. Cô đã phụ con trai tôi Dùng thủ đoạn hèn hạ lên giường với tôi Chỉ vì chữ tiền Khiến cha con tôi không nhìn mặt nhau Cô đứng đây trách móc cái gì Cô có giỏi, cô đi kinh doanh kiếm tiền đi Sao cô chỉ biết tiêu tiền của tôi một cách phung phí Mà không biết tôi kiếm nó cực khổ thế nào Ông từ không chịu đựng nổi Không thể nhẫn nhịn cô ta Nên dùng hết sức quạt lại khi cô ta dùng mình Bây giờ 16 giờ chiều Báo tiếp tục ra tin mới Trịnh gia đã được trịnh thị mua lại Và sửa sang hoàn toàn trịnh gia biến thành trịnh thị hai là trụ sở phụ của trịnh thị tin tức lan truyền rất nhanh khiến mọi người trong công ty bất ngờ nhân viên ngạc nhiên với tin tức này nhưng còn anh anh cảm thấy bình thường khi trịnh tú biết chuyện con trai của mình thu mua lại công ty ông ông rất mừng nhưng cũng đau đớn khi mất tất cả những tâm huyết cuộc đời ông tan biến trong phút chốc bây giờ ông chỉ biết uống rượu uống đến chết đi sống lại ông vừa uống vừa chạy xe vì ông ghét cảm giác ở nhà phải thấy Dương Thủy Mỹ cầu nhau Ông thực sự ớn tận cổ Mọi người cứ tưởng ông có vợ trẻ sẽ sung sướng Nhưng họ không biết Ông chỉ vì hai chữ trách nhiệm Ở chung với cô ta Đầu óc ông lúc nào cũng xuất hiện hình ảnh Đứa con trai duy nhất của mình bị phản bội Nghĩ đến lòng ông đau Giống như ai đó cầm dao đâm thẳng vào Nhưng con trai ông thành công trong sự nghiệp Vậy là tốt rồi Ông đã rất mãn nguyện rồi Ngày hôm sau Anh đang trong phòng làm việc Trợ lý Lâm gõ cửa Anh nói vào Thế là trợ lý chạy thẳng vào trong, hơi thở còn đang gấp gáp. Thấy anh ta lần đầu như vậy, anh không nhanh không chậm hỏi. Chuyện gì? Trịnh Đồng à, ông ấy, ông ấy... Lâm Trung Nhân thở gấp gáp, không nói nên lời. Mặt anh lạnh lùng ngước lên nhìn trợ lý Lâm. anh mắt ma mị nhìn thẳng anh ta, tay đã gõ bàn phím laptop dừng lại. Anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh là người không thích vòng vo, vò, cho nên bắt đầu cáo gắt. Rốt cuộc chuyện gì? Trợ lý theo anh nhiều năm biết anh khó chịu liền nhanh chóng phục hồi hơi thở Ông ấy, ông Trịnh, ông ấy chết rồi Khuôn mặt anh lạnh lùng chưa khựng lại Thời gian như lắng động không khí thật ảm đạm Nhưng anh tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm Bảo trợ lý đi ra ngoài Trợ lý Lâm không nghĩ anh lạnh lùng như thế Khuôn mặt anh dầu dĩ lê từng bước chân ra khỏi phòng làm việc của anh Trong phòng làm việc anh im lặng một cách đáng sợ Anh ngã người dựa vào chiếc ghế giám đốc Mặt nhắm chặt, lông mày nhíu lại thực sự cũng không thích nghi nổi việc này nó xảy ra quá nhanh mới hôm trước ông đến đây tìm anh nhờ anh giúp đỡ vậy mà bây giờ chết đời sống con người ngắn ngủi mỏng manh đến vậy anh không tin những gì tai mình nghe nhưng trợ lý bắt anh phải tin và chấp nhận sự thật anh không biết làm gì nữa bây giờ chỉ có thể gọi trợ lý lâm đưa anh đến hiện trường tai nạn vừa suy nghĩ xong anh lấy di động gọi cho trợ lý lâm đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy tôi nghe chị tổng Đưa tôi đến hiện trường tai nạn Anh nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng làm việc Rồi đi thẳng xuống sảnh công ty Chị Lý Lâm nhân của gọi của anh Nhanh chóng chạy xuống lấy xe Anh vừa xuống thấy ba lì màu đen quen thuộc đỗ đợi mình Anh nhanh chóng tiến lại gần lên xe Vừa lên xe thì bắt đầu hỏi Chuyện xảy ra lúc nào Dạ mới sáng nay ạ Cảnh sát thấy một chiếc ô tô lao xuống vực Sau khi điều tra biết xe đó là của ông Trịnh. Họ hỏi cô Dương Ông có ở nhà không Nhưng cô Dương nói ông không về nhà đêm qua Phía cảnh sát chắc chắn Ông ấy là người gặp nạn ạ à? Vậy bây giờ kết quả ra sao Lúc cảnh sát cho người xuống vực tìm xác ông chị Tới bây giờ chưa nghe được tin tức gì là tìm được xác Sau khi nghe xong anh im lặng Anh cảm thấy chua xót Chết không thấy xác Có cần thảm vậy không Xe anh bắt đầu chạy lên đường đèo Chạy một lúc dừng lại Xe anh dừng cách hiện trường một đoạn Anh ngồi bên trong quan sát Hiện trường bị cảnh sát chắn lại Không cho người dân đi qua để điều tra vụ việc anh bảo trợ lý Lâm xuống hỏi thăm Đã tìm thấy thi thể chưa Trợ lý bước xuống chạy tới hiện trường và hỏi thăm Chưa đầy 5 phút Anh quay trở lại nói Mới chưa tìm thấy xác thưa chị Thiếu Anh im lặng sau khi nghe báo cáo Ngồi trên xe nhìn thẳng tới hiện trường Rồi đảo mắt xuống vực Vực này rất sâu Rơi xuống trên con đường chết Việc tìm thấy thi thể chỉ dựa vào thời gian Không sớm thì muộn thôi Suy nghĩ 15 phút anh lạnh nhạt nói Quay về công ty đi trợ lý lâm không dám cãi lời liền quay xe lại công ty sau khi về công ty anh tỏ ra như không có chuyện gì cứ vùi đầu vào công việc nhiều người tưởng anh là giám đốc làm việc không biết thời gian là chuyện bình thường nhưng hình ảnh của anh bây giờ đối với trợ lý lâm chính là không bình thường một năm trước cũng vì khủng hoảng tinh thần anh vùi đầu vào công việc anh làm việc đến chết đi sống lại nhưng đối với anh như vậy là cách giúp anh nguôi ngoai quên đi sự đau buồn anh đã nói ông không tồn tại trong cuộc sống của anh nhưng khi biết ông chết chưa tìm thấy xác, anh thực sự rất đau. Nó ập vào người anh, đau thương cứ xô tới. Anh vừa quên được một chuyện thì chuyện khác ùa về. Anh không biết mình làm gì nên tội, cuộc sống của anh sao bi thương thế này. Người con gái đó anh khẳng định, cô ta chỉ là dĩ vãng, là người anh quên lâu rồi. Nhưng ông, anh, anh là con ông ta, ông ta là ba của anh, làm sao nói quên là quên bề ngoài anh tỏ ra chán ghét nhưng thực sự cần thứ tình cảm gọi là tình thân hành động của anh hôm nay làm trợ lý lâm biết anh còn thương ba mình bởi tình khí ương ngạnh lạnh lùng tàn ác của anh nếu là người không quan tâm một giây không nghĩ tới nếu người chết là dương thủy mỹ thì anh không bao giờ bước chân tới hiện trường như vậy đâu sự việc của ba anh bị lao xuống vực hơn ba ngày không tìm được xác bởi vì dưới vực có một con sông lớn nếu ông chị rơi xuống sông chắc chắn không tìm thấy cơ hội thực sự mỏng manh. Anh vẫn cứ như vậy làm việc như thường ngày. Lương Tuần Mỹ xử lý hợp đồng giao cho anh. 30 phút sau đó, nó được anh xem xét kỹ và cho tiến hành. Chính bản thân cô không hiểu mấy ngày hôm nay có việc gì, anh lại làm việc không ngưng như vậy. Anh cứ như thế đến khi quầy tiếp tân gọi điện thoại bàn cho anh. Không nhanh không chóng anh nhấc máy. Có việc gì vậy? Thưa chị Tổng, có cô gái tên là Dương Thủy Mỹ muốn gặp anh, nhưng không có hẹn trước ạ. À. Cô ta kia quyết nói không gặp anh cô ấy sẽ không về ạ Mà anh lạnh lùng Tay anh nắm chặt điện thoại như muốn bóp cho nó hỏng Nó thể hiện sự cam phẫn hiện giờ của anh Nhưng bình tĩnh nói Cho cô ta lên Anh nói xong thì dập máy 5 phút sau cửa phòng anh chuyển đến tiếng gõ Anh chán ghét giống lên vào đi Người ngoài cửa ống hẹo đẩy cánh cửa gỗ cách âm cao cấp Rồi đó bước vào Chị Tuấn à Phòng làm việc của anh lớn thật đấy Cô ta lên làm gì Nơi này không có chỗ cho cô Cô thấy anh thể hiện sự chán ghét liền vào thẳng vấn đề Mà anh chết rồi anh không đau lòng à Không liên quan tới tôi Anh vừa nói Bàn tay vừa bấm bàn phím laptop Không thèm nhìn cô ta một cái Thật vậy ư ừ, Nếu không quan tâm tới ông ta Quan tâm tới tôi đi Cô là cái quái gì tôi phải quan tâm tới cô Dù gì ba anh chết rồi Vì gì anh phải giữ thể diện Tôi vẫn là Dương Thủy Mỹ Người anh rất yêu mà Cô vừa nói Vừa tiến lại gần bàn làm việc của anh Tránh xa tôi ra Tôi không muốn nhiễm bệnh hoang tưởng hay bệnh chơi chẽn của cô. Cô là người hay động vật thiểu năng. Tôi nói một lần cô hiểu giúp tôi. Tôi không muốn liên quan bất kỳ chuyện gì với loại người không biết xấu hổ như cô. Anh được lắm. Chỉ vì con nhỏ lương thuần mỹ nên mới quên tôi chứ gì. Nghe cái tên cô biết cô ta trùng tên với tôi nên anh mới để ý đến cô ta. Đối mặt với sự thờ ơ của anh, cô có chút khó chịu. Một dĩ nghĩ mình là mối tình đầu của anh, anh không quên nhanh được. Trịnh Tú chết rồi, bây giờ cô chính thức mất điểm tựa. Chỉ còn anh, nếu níu kéo được anh, cả đời này chẳng phải cô có cuộc sống sung túc à? Vì lợi ích bản thân, mặt dày cũng được, tính cách xấu cũng được. <laughs> cô đừng ảo tưởng giữa ban ngày, đúng là cô ấy giống tên cô, nhưng tính cách khác nhau. Cô ấy tốt tính hiền lành, không nham hiểm, không tham sang, phụ khó, không quan trọng giàu nghèo. Có những thứ đê tiện nhất cuộc đời này, Hộ tụ trên người cô. Cô Dương Thủy Mỹ, cô hiểu như gì tôi nói chứ anh anh dám à cô ta ánh mắt bắt đầu biểu cảm sự tức giận tôi sao chứ trên đời này có cái quái gì tôi không làm được cô đừng để tôi tàn nhẫn với cô lúc tôi còn tử tế thì cô biến ngay đi nếu không muốn cuộc sống của cô kết thúc ngay bây giờ anh nói dứt câu ánh mắt bắt đầu đỏ lên nó chứng minh anh hết kiên nhẫn nếu cô ta còn đứng không chừng anh rút súng bắn chết cô ta tại chỗ Cô ta không tin anh biến thành con người độc ác Cứ thích đùa dỡ trêu người Anh dám à? Anh không nói gì, trực tiếp kéo tủ Lấy ra khẩu súng water P99 Con người có thể có tình Súng đạn của tôi Chắc chắn không có tình đâu Cô ta bắt đầu chân khựng lại run run Miệng lẩm bẩm anh đừng làm bậy Nhưng cô không hề biết Cô càng đứng lâu, anh càng lên cơn khát máu Anh cầm khẩu súng chĩa lên trần nhà Bà vì bạn liên tiếp ghim lên trần nhà cô sợ tới mức ngã quỵ anh chán ghét rồi hướng xuống phía cô ta tôi không muốn những viên đạn ghim vào trong người cô đâu nhưng anh chưa kịp làm gì cô ta hét toáng lên anh điên rồi sau đó không thể đứng dậy nổi mà bò lê bò lết ra ngoài gần tới cửa cô lụm khụm đứng dậy mở cửa chạy ra ngoài sau khi cô ta hốt hoảng bỏ chạy anh ở trong phòng cười ầm lên sợ à cô biết sợ à giết cô chỉ làm tôi bẩn tay khi nói xong anh cắt khẩu súng lại ngăn kéo tủng vì phòng anh cách âm hoàn toàn Dù tiếng động lớn cỡ nào bên ngoài cũng không nghe thấy Nhân viên thấy Dương Thủy Mỹ chạy như điên lao giật như tên bắn trong phòng anh Miệng lẩm bẩm thực đáng sợ Anh ta điên rồi Đó là những câu mọi người nghe được Khi thấy cô từ phòng anh bước ra Họ cũng không có gì bất ngờ Bộ dị giám đốc của họ lạnh lùng đáng sợ sẵn rồi Việc gì cô ta phải thông báo Lẩm bẩm rồi hét toáng lên như vậy Vụ án của ba anh tạm thời khép lại vì mất một tháng rồi không tìm thấy xác Hay bất cứ manh mối nào Mới đây đã một tháng Bà anh thực sự mất tích Sống chết thế nào chưa rõ Bây giờ là giờ nghỉ trưa Cô vừa dùng cơm xong lê phòng làm việc Vừa đúng lúc chuông di động reo lên Người gọi Lục Lệ Thành Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm tâm sự với cô Tâm sự một chút Anh có việc phải tắt máy Cô đang ngồi nghỉ ngơi Định viết đơn xin phép nghỉ hai ngày về thăm mẹ Tiếng chuông di động lần nữa vang lên Lần này gì hà tuy làng xóm nhưng mẹ cô coi bà như em gái của mình cho nên cô gọi bà bằng gì một cách thân thương như vậy không chần chừ nữa cô bắt máy giọng dì hà hôm nay có vẻ lạ hoảng hốt và lo sợ cô bất an quá mới hỏi dì hà ơi chuyện gì thế ạ đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở giọng nói đầy nghẹn ngào mẹ con mẹ con nhập viện rồi T tại sao sao lại nhập viện ạ à? mấy ngày nay mẹ con có cảm giác khó chịu trong người thường xuyên đau đầu hôm nay lại ngất xỉu nữa cho nên dì đưa mẹ con vào viện bác sĩ bác sĩ chẩn đoán mẹ con bị ung thư giai đoạn 2 nếu không phẫu thuật gấp sang giai đoạn cuối không cứu được nữa không không thể ạ à. hôm trước con nói chuyện với mẹ con bình thường mà sao lại như thế mẹ con sao lại bệnh ung thư không 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 mẹ con không có mệnh hệ gì đâu phải phẫu thuật nhanh phẫu thuật cho mẹ con đi mà lương thuần mỹ vừa nói nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô nhưng phải có tiền mới phẫu thuật được con à Bao nhiêu ạ? À? Họ cần bao nhiêu? Cần bao nhiêu cứu sống mẹ con ạ? À? Cô càng hỏi, nước mắt càng tuôn trào Mỹ Mỹ à, con bình tĩnh đi Họ cần 150 vạn Số tiền quá lớn, gì không xoay sở được 150 vạn à? Kiếm đâu bây giờ chứ? Gì? Gì đợi con lát nữa con gọi lại Cô nói xong tắt máy, dùng tay lau đi nước mắt Nhưng sao nó cứ rơi ra thế này Cô cố gắng bình tĩnh nghĩ cách nhưng đầu óc trống rỗng Chỉ có nỗi sợ bao vây Bây giờ chuyện quan trọng nhất Kiếm tiền chữa trị cho mẹ Nếu không mẹ cô sẽ mất Cô sẽ mất ba mất Cô không thể mất mẹ được Nhưng số tiền lớn như vậy kiếm đâu ra bây giờ Cô không biết nhờ ai Lục lệ thành thì bên Mỹ Đợi anh ấy về mẹ cô không chịu được Mà có đợi cô không thể Cô không thể nhận tiền của anh Đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh của anh Chính xác là anh Trịnh Tuấn, chỉ anh mới giúp được cô Giờ phút này không quan tâm anh đồng ý hay không Cô chỉ biết lao sang phòng anh gõ cửa như con ngốc Dù chỉ là tia hy vọng nhỏ nhoi Cô phải giữ cho bằng được Bên trong chị vang lên giọng nói thường ngày Vào đi Cô nhanh chóng để cửa bước vào Anh ngước mặt nhìn cô có chút khó hiểu Tại sao nước mắt tràn ngập khuôn mặt thế này Anh khó chịu hỏi Có chuyện gì thế sao lại khóc Trịnh Tổng ơi anh giúp tôi được không Tôi xin anh đây Cô vừa cầu xin nước mắt càng mau chảy xuôi xuống Giúp cô chuyện gì? Mẹ, mẹ tôi bà ấy bị ung thư, cần tiền phẫu thuật. Tôi không thể mất bà ấy được. Trinh Tổng à, tôi tôi xin anh, xin anh cứu mẹ tôi. Anh hiểu ra vấn đề, cô vào thẳng luôn. Cô cần bao nhiêu? 150 vạn, tôi cần 150 vạn. Tưởng gì to tát, có 150 vạn đối với anh chỉ là số tiền lẻ. Anh định đồng ý thì cô lên tiếng. Chỉ cần anh cho tôi muộn, anh yêu cầu gì tôi cũng làm, chuyện gì tôi cũng làm. Xin anh đừng từ chối mà. Thôi được rồi, tôi giúp cô, điều kiện thì tính sau. Bây giờ tôi đưa cô tới bệnh viện đóng viện phí để họ làm phẫu thuật cho mẹ cô. Anh nói xong đứng dậy, đồng nghĩa với việc anh đưa cô đi ngay bây giờ. Sau khi nghe anh nói, cô mừng đến nỗi không biết gì nữa, chỉ cần biết mẹ cô được cứu rồi. Anh cùng cô xuống, trợ lý Lâm thấy thế nhanh chân đi chuẩn bị xe, chạy xe nhanh chóng đến bệnh viện. Mới tới bệnh viện cô và anh xuống xe, cô kéo tay anh chạy thẳng vào trong, tại tới chỗ gì hả? Dì Hà lòng đầy ngạc nhiên Con đến rồi à? Cậu này... Dạ, lát nữa con nói sao ạ? Dì ơi, mẹ con đâu? Mẹ con ở bên trong ấy Họ nói rằng đóng tiền rồi sẽ phẫu thuật ngay con ạ Nghe vậy cô quay sang nhìn anh Anh hiểu cô cần gì trực tiếp kéo tay cô tới quầy thu phí Của người ngốc nhìn anh Anh thì làm việc với cô tiếp tân của bệnh viện Tôi đóng tiền cho bà Lương Vâng, tôi kiểm tra liền ạ Tổng cộng là 150 vạn ạ Được rồi, Nói rồi anh lấy một chiếc thẻ ATM đưa cho nữ tiếp tân. Cô nhanh chóng quẹt thẻ. Đã xong rồi, bà Lương sẽ được phẫu thuật ngay bây giờ. Sau khi phẫu thuật, chuyển bài tới phòng bệnh VIP nhất của bệnh viện. Tôi sẽ thanh toán hết. Anh không nhanh, không chậm nói. Cô nhân viên lúc này quẹt thẻ anh lần nữa rồi trả lại cho anh. Vì nếu phòng thường, tiền phẫu thuật viện phí 150 vạn. Bây giờ anh chọn phòng VIP lên tới 200 vạn. Thanh toán xong, cô và anh quay lại chỗ gì hà. Dì Hà nói mẹ cô được đưa vào phòng phẫu thuật Chỉ cần đợi Đúng là sức mạnh của đồng tiền Chỉ cần có tiền mạng sống được giữ lại Còn không chỉ có cách chịu đựng Cái gọi là bất lực đau thương Ngồi ở ngoài cô lo lắng Trong lòng không yên cứ đi qua đi lại Cho đến 3 tiếng đồng hồ trôi qua Đèn phòng phẫu thuật tắt Bác sĩ ra ngoài Thông báo ca phẫu thuật thành công Giờ chỉ cần đợi bà tỉnh dậy Bà được chuyển tới phòng hồi sức vip nhất của bệnh viện Dì Hà bên trong chăm sóc cho bà có cô và anh đi ra ngoài mua một ít đồ Vừa đi cô vừa nói Cảm ơn anh nhiều chị Tổng à 200 vạn tôi sẽ kiếm và sẽ trả lại cho anh Không cần đâu Tôi có một điều kiện Không cần cô phải trả tiền Hả? Điều kiện gì thế hả? lấy công ty tôi sẽ nói Anh nói xong im lặng không nói gì nữa Sau khi mua đồ xong anh ra về Có cô nén ở lại đến 5 giờ sáng Mới về nhà thay đồ Rồi sau đó đến công ty Cô cảm thấy mình may mắn khi được anh giúp đỡ còn về điều kiện của anh Cô thề với lòng Dù khó thế nào cũng sẽ thực hiện Mình có gì Hà chăm sóc mẹ Cô yên tâm đến công ty Rồi chiều lại đến bệnh viện Một đêm không ngủ đủ Sắc mặt cô xanh xao rõ rệt Nhìn cô không còn tràn ngập sức sống như mọi khi Mọi người nhìn vào nghĩ cô đau thương một việc gì đó Nhưng đối với cô Dông bão đã qua đi rồi Cô đến công ty Các nhân viên cấp dưới thấy cô chào hỏi Nhưng hôm nay cô rũ rượi đến nỗi không thể chào lại một tiếng thường ngày ai chào hỏi cô cô thân thiện chào lại cô trở về phòng làm việc của mình ngồi vào ghế xoay dựa người vào chiếc ghế định nghỉ ngơi một chút như khi tưởng chừng mình bước vào giấc mộng đẹp một tiếng điện thoại bàn phá hỏng cái gì chứ cô thực sự rất mệt nhưng cô vẫn bắt máy vì sợ nếu anh gọi không nghe thì không xong rồi cô bần thần nhấc máy tôi là lương tuân mỹ cô vừa dứt câu người nào đó lạnh lùng lên tiếng Sao phòng tôi nhé tôi có chuyện muốn nói anh nói xong tắt máy Thói quen bá đạo của anh không bỏ Anh ngồi trên chiếc ghế xoay Tay cầm một bản hợp đồng Nhìn mặt anh rất nghiêm nghị lạnh lùng Đôi mắt đen như mực nhìn thẳng phía trước dáng về anh bây giờ xem sơ qua Cũng biết đang trầm tư suy nghĩ Mặt đàn khẽ nháy một chút Khi nghe thấy tiếng gõ cửa Anh biết người đó là cô Chỉ nói một chữ vào Ngày tức khắc cái cửa mở ra Dáng người nhỏ bé với trang phục công sở thường ngày xuất hiện Anh thấy cô e dè đứng ở ngay cánh cửa Không lại gần hỏi anh anh cũng cảm thấy là lạ Còn cô được gọi là đề phòng Vì trước giờ anh gọi cô sang Được là mang hợp đồng hoặc pha cà phê Thế mà hôm nay bảo cô sang anh có chuyện muốn nói Thực sự trong lòng cô cảm thấy run sợ quá Mà anh tối sầm lại Nhìn anh đáng sợ như vậy à Cô làm gì mà không dám lại gần Cô lại ghế ngồi đi Anh nói nhưng thực chất là ra lệnh Cô nghe vậy càng có cảm giác lạ Nhưng mà không dám làm trái lời anh rè dẹp rè dẹp tiến lại ghế sofa ngồi xuống vừa ngồi xuống anh tiến lại ghế sofa ngồi đối diện cô thế ngồi đối diện mình lại còn cầm bản hợp đồng gì đó cô nghĩ anh muốn chấm dứt hợp đồng làm việc của mình nên trong lòng không ngừng run rẩy cảm giác sợ của cô bộc lộ ra ngoài hai tay ghì chặt ghế sofa giống như hận không thể đục thủng nó cô bắt đầu cắn môi cắn môi để khi nào có cảm giác đau rát rồi mùi tanh của máu lúc này mới bừng tỉnh và dừng lại giọng nói bàn đứng cô dù cố gắng nói trôi chảy Nhưng cứ vấp à chị, chị, chị Tổng Anh kêu tôi có việc phê ph ph gì ạ à? Cô không lên tiếng Chắc chắn anh cũng im lặng Và xem xem hành động của cô thế nào Anh không nhìn cô chằm chằm nữa Bắt đầu vào thẳng vấn đề luôn Tôi có một điều kiện với cô Nghe chữ điều kiện Cô nơm nớp lo sợ Chú ý bản hợp đồng anh đang cầm trên tay Cô chỉ mong điều mình nghĩ không phải sự thật Rằng anh sẽ chấm dứt hợp đồng với cô ngay bây giờ Nhìn đôi mắt và biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của anh Cô thăm dò anh nghĩ cái gì Nhưng đổi lại chỉ là sự hụt hẫng Căn bản đoán làm sao được Khuôn mặt tuy anh tú Nhưng lúc nào cũng lạnh lùng kiên nghị Đôi mắt đen như mực Nhìn vào thấy sâu như vực thẳm Chả đoán được tâm tình của anh thế nào Cô nhắm chặt mắt Hít một ngụ khí Từ từ mở mắt hỏi anh Dạ điều kiện của chị Tổng là gì ạ à? Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc Quyết định nói những gì mình cần và cô mong anh ta nói gì cũng được Miễn không đuổi việc cô Hay bắt cô làm chuyện phi pháp là được rồi Ngày lúc cô lo lắng toát cả mồ hôi Giọng anh vang lên bên tai Cô sẽ làm vợ tôi trong 2 năm Anh nói xong quay mặt đi chỗ khác Chứ không nhìn cô nữa Nghe điều kiện của anh cô mở to mắt Hoảng hốt không tin những gì mình nghe Thực sự không hiểu lắm về sự đề nghị này Cái gì mà làm vợ 2 năm Chị Tổng ơi Làm vợ 2 năm cái gì ạ à? cô vừa hỏi vừa tròn mắt như chằm chằm anh nhìn một cách như soi mói để nỗi khuôn mặt cô trông ngốc nghếch ngây dại mặt anh hiện lên ba vạch đen dù cô không hiểu anh có thể giải thích việc gì mà nhìn anh không chớp mắt thế kia nhìn cô đúng là ngu ngốc thật anh cực kỳ khó chịu khi ai đó nhìn mình như vậy trước hết đừng nhìn tôi như vậy nữa tôi nói rõ hơn và chỉ nói một lần duy nhất cô phải hiểu ngay giúp tôi lúc nghe anh nói mình ngu ngốc cô mặt đỏ bừng như trái cà chua, vội vội vàng vàng di chuyển ánh mắt đi chỗ khác. thấy cô im lặng, anh biết cô sẵn sàng lắng nghe. cô đóng giả làm vợ tôi hai năm, sẽ có hợp đồng thỏa thuận cho hai bên. tôi và cô trước mặt mọi người sẽ đóng vai một cặp vợ chồng. nhưng mối quan hệ giữa tôi với cô thực sự chẳng có gì thay đổi, vẫn giống cấp trên cấp dưới. khi tôi làm hợp đồng này, chắc chắn cả hai có lợi. tôi biết cô là phụ nữ sẽ thiệt thòi hơn. tôi tạo điều kiện cho cô học đại học ở trường nổi tiếng nhất hiện nay. Khi chấm dứt hợp đồng, tôi cấp cho cô một số tiền, một công việc làm ổn định. Cô hiểu chứ? Điều kiện của tôi là vậy, cô chấp nhận không? Cô hiểu những gì anh nói. Dù biết bản thân có khá nhiều lợi ích trong việc này, nhưng cô không muốn mạo hiểm. Dù biết mình mang ơn anh và đã hứa sẽ thực hiện tất cả yêu cầu anh đưa ra. Mặc dù cô biết hợp đồng, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an. Thực sự đáng đắn đo lắm. Cô nghĩ cô cần thời gian, nhưng không biết anh có thể chấp nhận không? Cô im lặng nãy giờ, anh biết cô đang cần thời gian suy nghĩ với thích nghi với điều kiện của anh. Không cần trả lời bây giờ đâu, tôi cho cô 3 ngày ổn định tinh thần và suy nghĩ kỹ. Ba ngày đó không cần đến công ty. Bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi, ba ngày nữa hãy đến tìm tôi. Mang hợp đồng này về nhé. Nếu chấp nhận xem xét kỹ, cảm thấy quyền lợi của mình chưa đủ, muốn cao hơn thì tôi có thể sửa lại. Anh nói xong để cái hợp đồng lên bàn. Cô nghe xong anh nói thì nhìn anh, cô biết anh hiểu mình cần gì. Cô ấy nấy khi chính miệng mình nói Anh cần gì mình cũng làm Nhưng bây giờ thì sao Khi anh ra điều kiện cô lại cần thời gian Nhưng chuyện này đúng là khó với cô mà Thực sâu trong tâm trí Cô có chết cũng không nghĩ anh đưa ra cái điều kiện quái gở thế này Chính tổng à Ba ngày nữa tôi sẽ trả lời Tôi xin phép Nói rồi cô đứng dậy Không quên cầm hợp đồng đi ra khỏi phòng làm việc của anh Sau khi cô đi Anh lại tủ rượu sau một ly rượu uống Anh hiểu và biết rõ mình làm gì anh bây giờ cần một người phụ nữ giúp anh hiểu mình cần gì để tìm ra người mình yêu thương. Vì bản thân anh không hiểu một chút gì về phụ nữ. Anh chỉ biết nghi ngờ, chán ghét họ. Anh biết mình gần 30, cần sự ổn định về gia đình, nhưng chưa hết phải hiểu họ, tìm được cô gái thực lòng yêu thương anh. Ngoài lý do này, điều thứ hai anh tạo ra hợp đồng này vì muốn những người ảo tưởng anh vẫn còn nhớ về họ, hãy dẹp ngay suy nghĩ đó. Tuy anh bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong cực kỳ cô đơn. Anh không biết bắt đầu từ đâu để tìm cho chính mình một mái ấm gia đình Để mỗi khi sau giờ làm việc có hứng thú về nhà Từ do biến cố đó anh cảm thấy phụ nữ ghét tởm Đã từ lâu muốn tìm một cô gái giúp mình tìm lại cảm giác lấy lại hy vọng về phụ nữ Nhưng anh e rẻ Lỡ đâu lại tìm một cô gái giúp đỡ chính mình đem vào rắc rối Cô ta liệu sau khi kết thúc hợp đồng có từ bỏ Hay dây dưa không chịu buông tha Tuy anh có quyền lực Nhưng anh không muốn hại đời ai Trừ khi họ đắc tội với anh nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác tin tưởng đối với cô anh tin cô không đê tiện như những người phụ nữ xung quanh anh anh cần cô xóa đi ký ức đau buồn bắt đầu gỡ bỏ những hoài nghi còn cô muốn trả ơn anh như vậy chẳng phải vẹn đôi đường à đưa ra quyết định ngày hôm nay anh cân nhắc suy nghĩ kỹ anh không hối hận với quyết định này của bản thân vì anh biết mình cần gì bản thân anh thực sự sợ cảm giác gọi là cô đơn bước ra khỏi công ty cô bắt taxi về nhà về đến nhà chỉ biết lên phòng Ngã người xuống chiếc giường của mình rồi ngủ Cô rất thích ngủ Vì khi ngủ mới cảm thấy giảm áp lực Quên đi những thứ tàn nhẫn cuộc đời này mang lại cho cô Mà một khi cô ngủ Cô ngủ rất sâu Dù mệt cỡ nào chỉ cần ngủ là có thể khôi phục tinh thần Cô cứ thế tiến vào mộng đẹp Tạm quên bề bộn trong cuộc sống Ngủ tới 15 giờ chiều thức giấc Tỉnh dậy cô vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo Sau đó bắt taxi đến bệnh viện trên đường đi nhận được điện thoại của dì Hà Thông báo mẹ cô đã tỉnh Cô càng khẩn trương Taxi dừng trước cổng bệnh viện Cô thanh toán tiền xe Sau đó chạy một mạch lên phòng bệnh của mẹ Đứng trước cửa phòng bệnh Cô cố gắng hồi phục lại hơi thở Sau đó nhẹ nhàng để cánh cửa vào Vừa mở cửa thấy mẹ ngồi trên giường bệnh Dì Hà đang đút cháo cho bà Cô thấy mẹ khỏe lại Trong lòng vui mừng khôn xiết Bà thấy cô cũng rất mừng rỡ Thấy cô sắc mặt bà vui vẻ hơn hẳn 12 tháng rồi chưa gặp bà Thực sự là cô rất nhớ Nỗi đau sau kha phẫu thuật Vẫn còn hiện hữu trong cơ thể bà Nhưng thấy cô Bà không còn đau nữa rồi Bà vừa gọi tên cô Vừa sang tay muốn ôm cô trong lòng Cô thấy vậy chạy tới ôm lấy bà Nước mắt chảy tràn Mẹ à, mẹ Hơn ai hết Cô hiểu rõ cảm giác Chỉ thiếu một chút nữa sẽ mất đi người thân thực sự với mình Bà Lương thấy vậy ô cô thực chặt Ngoan nào, mẹ không sao, mẹ có sao đâu, mẹ ổn rồi mà Bà vừa ôm, vừa vuốt nhẹ sống lưng cô Tạo cho cô một cảm giác an toàn ấm áp Ôm được một lúc thì buông cô ra Thay dì Hà đút cháo cho mẹ Cô biết dì Hà rất mệt Nên đưa địa chỉ và chìa khóa nhà mình cho bà về nhà nghỉ ngơi Dì Hà vốn không chịu Bà muốn ở lại chăm sóc mẹ cô Nhưng cô cố gắng hết sức Nên dì đồng ý về nhà nghỉ ngơi sáng ngày mai đến Sau khi dì Hà ra khỏi nhà Mẹ cô nhớ ra một điều thắc mắc lớn Bà chưa hỏi cô Con à, tiền ở đâu mà con đóng phẫu thuật cho mẹ <laughs> Mẹ đừng lo ạ Con mượn giám đốc công ty con ạ Giám đốc lạnh lùng của con á Vâng, giám đốc cho con mượn đấy ạ Số tiền lớn thế Cậu ấy cho con mượn à Dù gì con vào công ty chưa lâu mà Giám đốc con tuy là lạnh lùng, nhưng là người tốt, mẹ cứ yên tâm đi. Ờ, mẹ hiểu rồi. Nhưng con cố gắng để ơn người ta thật tốt nhé. Cậu ấy có ơn lớn với chúng ta, con phải cố gắng làm việc. Không làm cậu ấy thất vọng và kiếm lại số tiền mình nợ để trả cho người ta con ạ. À. Mẹ à, con biết ạ. À, mẹ cứ nhanh chóng nghỉ ngơi đi ạ. À. Cô nói xong đỡ mẹ mình nằm xuống để bà ngủ. Sau khi mẹ ngủ rồi, cô lên giường dành cho người nhà bệnh nhân để nghỉ ngơi. sẽ không ai biết tâm trạng của cô bây giờ thế nào cô không biết phải làm sao cho phải nữa nhưng sau khi nghe mẹ nói cô cố gắng đền ơn lòng cô lại càng dai dứt nếu như cô chỉ là đứa trẻ lên ba có thể bớt lo sợ không suy nghĩ nhiều về tình trạng của mẹ cô nhưng cô đôi mươi rồi làm sao không biết cảm giác khi mất đi người thân nỗi ám đau đớn khi trái tim cô tan nát rồi lòng thắt lại cô sợ cảm giác đó lần nữa đến nếu trải một lần với cô quá đủ ngay giây phút cô lo sợ bất an nhất Anh giang tay giúp cô Làm sao cô quên ơn anh Cả đời này không thể quên Nó nói một lúc cô đưa ra quyết định của mình Âm thầm bước tới ghế sofa Lấy chiếc túi xa lớn đựng những thứ cần thiết của mình trong đó Có cả bản hợp đồng định mệnh Cô hít một hơi thực sâu rồi thở dài Cầm bản hợp đồng quay lại giường và ngồi Lật bản hợp đồng ra đọc và đọc Bản hợp đồng này ghi rõ rất rành mạch điều khoản và lợi ích được in sẵn một trước mặt người ngoài đóng vai vợ chồng với tôi nếu không còn ai thoát vai trở lại người bình thường hai sau khi kết hôn chuyển về nhà tôi ở tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng cơ thể cô và cô cũng vậy dù sợ lắm nhưng cô cố gắng thích nghi với cuộc sống quen trong hai năm tới đọc tới câu đụng chạm cơ thể mặt cô thoáng chốc ửng hồng suy nghĩ tiếp tục hiện hữu ba trong quãng thời gian làm vợ hợp đồng Cô không được có bất cứ mối quan hệ thân thiết Với bất cứ người đàn ông nào Và cũng không gần gũi với bất cứ người phụ nữ nào Cũng đúng Để không ai nghi ngờ Tốt nhất cô không nên gần gũi với người khác Mà công báo chí chụp hình đăng tải Gây phiền phức cho anh thì khổ Điều khoản số 5 Chuyện hôn nhân Không ai biết trước ngoại trừ anh và cô Bất kể ai dù người nhà cũng không được biết 6. Kết hôn đăng ký kết hôn hẳn hoi khi thời hạn 2 năm kết thúc Cô và anh sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào 7. Sau khi kết thúc hợp đồng Anh và cô ly hôn 8. Thời gian hợp đồng kết thúc Anh tài trợ cho cô số tiền Giúp cô có công việc ổn định Trong quá trình sống chung Anh tạo điều kiện cho cô học đại học Ở trường danh giá 9. Phải đảm bảo không ai vi phạm khoản nào của hợp đồng Nếu vi phạm phải đền bù hợp đồng Đọc từng khoản Suy nghĩ của cô hiện lên Cô biết phải làm gì với người có ơn với mình Sáng hôm sau đúng 7 giờ Dì Hà vào bệnh viện Cô tranh thủ bắt taxi đến công ty anh Taxi chạy 20 phút tới nơi Bước xuống như bảo hiệu to lớn trịnh thị của công ty Cô hít sâu một hơi bước vào trong Cô đi vào trong Các nhân viên nhìn cô chăm chăm Cô rất nghiêm túc trong công việc Tại sao hôm nay không mặc đồng phục công ty Chẳng nhẽ muốn bị giám đốc mắng à Cô không để ý xung quanh Bước lại quầy tiếp tân Cô giúp tôi gọi lên phòng giám đốc Nó tôi lương thuần mỹ muốn gặp giám đốc Vâng thư ký lương Nhà viên tiếp tân gọi cho văn phòng giám đốc Anh sau khi nghe cô ta trình mày lên đồng ý Kết thúc cuộc gọi Cô tiếp tân nở nụ cười Thư ký lương à mời cô lên Cảm ơn cô Nói xong lương thuần mỹ bắt đầu đi lên phòng làm việc của anh Cô nhẹ nhàng gõ cửa Bên trong là tiếng lạnh lùng quen thuộc vào đi Cái cửa gỗ cây cao cấp được đẩy ra Thân hình nhỏ bé của cô bước vào Khẽ cúi đầu chào anh Chào Trịnh Tổng Anh dừng động tác gõ bàn phím Ngước mặt nhìn cô Ngồi ghế sofa đi Cô nghe vậy bước tới ghế ngồi xuống Anh nhanh chóng xả bước tới ghế sofa đối diện với cô Trong lòng anh nghĩ cô từ chối điều kiện này Nên mới sớm như vậy Tuy cô còn làm việc với anh chỉ 2 tháng Nhưng cô biết anh không thích vòng vo Trịnh Tổng à Điều kiện của anh tôi chấp nhận Cô vừa nói với hít thở sâu Vì không hiểu sao có cảm giác nghẹn thở Nghẹn ngào nữa chứ chưa bao giờ cô có cảm giác thế này cả Nó kiểu như muốn bóp nát trái tim cô ấy Mà đang có chút cứng đờ Thoáng vài giây nhanh chóng hồi phục tâm trạng Vậy thì tốt Một tháng nữa tôi với cô đính hôn Sau khi đính hôn sẽ chính thức cử hành hôn lễ Chiều nay tôi và cô đến bệnh viện Chào hỏi mẹ cô Cho dù đóng kịch thì cũng phải đóng cho đạt Đúng 18 giờ tôi đến đón cô Anh nói một mạch không dư thừa một ý nào Nhanh vậy á À vâng Được rồi thưa trịnh tổng Cô ngỡ ngàng rồi đáp lại anh Bây giờ sư ngô cho đúng đi Tôi không muốn người ngoài nghe vào Nghĩ tôi thích làm ông chủ ước hiếp cô Sư ngô như tuổi tác của cả hai Tôi 26, cô hiểu sư ngô thế nào cho phải rồi chứ Tối nay tôi muốn thấy sự thay đổi đó Thôi đâu rồi Tôi không làm anh thất vọng Cô có thắc mắc gì hay muốn chỉnh sửa gì hợp đồng không Không cần đâu ạ Như thế tốt rồi Ừ, chúng ta sẽ ký hợp đồng Anh nói xong lại bàn lấy cây bút Anh và cô cùng ký với bản hợp đồng Kỳ sau mỗi người giữ một bản Nếu không còn việc gì cô có thể về Vâng vậy tôi về trước ạ Nói xong cô đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc của anh Trong phòng làm việc im lặng Cô đi rồi anh chỉ biết ngồi suy nghĩ Anh biết bản thân đang làm gì Và đang rất chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian sắp tới Suy nghĩ xong anh lấy điện thoại gọi cho Thomas Đầu dưới bên kia nhanh chóng nhấc máy Chị đồng à tôi Thomas Anh không chần chừ vào thẳng vấn đề luôn mà cho tôi chiếc váy để đính hôn Một chiếc váy kết hôn Tất nhiên kèm theo bộ vest kết hợp sao cho sang trọng Phù hợp với váy cưới cô dâu Cỡ một tháng nữa tôi sẽ lấy Thomas có chút đơ người Cái gì mà toàn đồ cô dâu chú rể Chị Đồng à Nhưng khi nào anh đưa cô dâu đến để tôi lấy số đo ba vòng chứ Thomas hỏi đầy hứng thú Nhưng sâu trong ý lý trí anh ta Anh nghĩ chỉ giúp một đôi bạn thân nào đó Chứ không ngờ anh ta lại là người kết hôn Bản thân dù biết anh không có bạn bè thân thiết Nhưng vẫn nghĩ như vậy Mày ngày mai nhé. Giọng nói của anh cắt đứt suy nghĩ của Thomas Ờ, ngày mai gặp Thomas nói xong cũng tắt điện thoại Anh đang mong đợi xem chú rể cô dâu là ai Sao khiến trịnh tổng khó tính với đích thân giúp đỡ Lương thuần Mỹ ra khỏi công ty anh Thì quay lại bệnh viện Cô từ từ chậm rãi đi vào phòng bệnh của mẹ Bước vào trong Thấy mẹ cô và dì Hà đang nói chuyện rất vui vẻ thấy cô vào hai người quay sang nhìn cô cô nở nụ cười khổ thay lời chào vì cô cố gắng cũng không tươi được dì Hà chủ động lên tiếng Thuần Mỹ à có may mắn khi gặp được giám đốc như vậy à, dạ gì mẹ cô cũng vui vẻ nói mẹ kể hết mọi việc cho dì Hà nghe rồi dạ con có chuyện muốn nói với hai người ạ có chuyện gì con cứ nói phải đấy con nói đi dạ chiều nay con dẫn bà cha đến chào hỏi hai người một tiếng ạ Cô nói xong tí bắt đầu đập loạn xạ Mặt mẹ cô và dì Hà hiện lên vẻ ngạc nhiên Con có bạn trai rồi À? Dì Hà cũng ngỡ ngàng Mỹ Mỹ, con nói thật chứ? Dạ, con quyết định cho hai người biết mặt anh ấy vào chiều nay ạ à? Ôi, cô gái tôi lớn thật rồi này Mẹ cô vừa nói vừa cười rất tươi Dì Hà nói Bấy lâu nay dì cứ tưởng con chưa có bạn trai Con giấu kỹ thật đấy Dạ, con muốn chắc chắn mới nói Vì anh ấy đã cầu hôn con Chúng con có ý định tháng sau sẽ đính hôn Cho nên con quyết định nói với mẹ và dì biết ạ Sao lại gấp thế con Con có chắc chắn muốn kết hôn Ở độ tuổi đôi mươi không à Mẹ cô thực sự bất ngờ Sao nhanh như vậy Đúng một cái có gái bà lấy chồng Bà có con rể nên có phần khó thích nghi Dạ tụi con chắc chắn ạ Dì Hà ân cần hỏi cô Hai đứa quen nhau bao lâu rồi Cô bất ngờ với câu này Cho nên lắp bắp nói Dạ tụi con quen nhau ba năm Cô chỉ biết bịa ra một mốc thời gian để trả lời Dì Hà tiếp tục nói Có phải người con trai hôm trước Của con đến bệnh viện không Con nói giải thích với gì mà vẫn chưa nói Vâng chính là anh ấy ạ Dì Hà quay sang nói với mẹ cô Thế là tốt rồi Chị Lương à yên tâm được rồi Cậu ấy tuấn tú nhìn lịch sự tri thức Nói chung hoàn hảo về vẻ bề ngoài Còn bên trong em không rõ Nhưng nếu Mỹ Mỹ nhà chúng ta chọn Thì chắc là người tốt Mẹ cô ngạc nhiên hỏi Thật à? Vâng, chị tin em đi. Tối nay chị sẽ thấy. Tính ra Mỹ Mỹ nhà chúng ta đúng là biết lựa người nhở. Dì Hà vừa nói vừa cười. Bà Lương thấy vậy vui vẻ lắm. Thôi, con về đi. Để dì Hà lại với mẹ. Về chuẩn bị cho tốt con ạ. À. Cô nghe vậy chỉ biết vâng dạ rồi đi. Cô biết bà đuổi cô về là để bà và dì Hà tiếp tục bàn luận về anh. Trời đất ạ, à, chắc là điên mất thôi à. Đúng 18 giờ chiều, chiếc Bentley quen thuộc dừng trước nhà cô. Cô nhanh chóng chạy ra. Hôm nay mặc chiếc đầm màu hồng trễ vai dịu dàng Còn anh mặc bộ tây trang màu đen Hôm nay anh đích thân lái xe Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ Em chuẩn bị kỹ chưa? Cô nghe vậy dùng hết cả mình Xem tí nữa gọi anh trịnh tổng à, Dạ em chuẩn bị xong rồi ạ Ừ chúng ta tới bệnh viện nhé Nói xong anh bắt đầu lái xe Tới bệnh viện anh và cô xuống xe đi vào trong Trước khi đi vào trong Anh không quên sách một giỏ táo mỹ nhìn rất đẹp mắt Anh và cô bước vào Mặc cho mọi người tán thưởng rằng hai người rất đẹp đôi Đứng trước phòng bệnh mẹ cô Cô không quên nói với anh Em nói với mẹ chúng ta quen nhau 3 năm Kế tiếp anh hiểu chứ Ừ anh hiểu rồi Vừa dứt câu cô đẩy cánh cửa Mẹ cô và dì Hà quay sang nhìn cô Và người đàn ông tuấn tú cao lớn bên cạnh Anh bước vào trong lễ phép chào hỏi Chào chào bác gái Cô chào gì Anh thực sự rất lễ phép Cô rất bất ngờ với anh Anh cười bỏ những cái gọi là lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày xuống thật rồi mẹ cô với dì hà niềm nở chào anh tiến lại gần có có ít trái cây biếu bác ạ bác khỏe hơn chưa ạ à, cảm ơn con bác khỏe lại rồi bà thực sự rất hài lòng với anh trò chuyện một lúc mẹ cô bắt đầu hỏi anh vấn đề chính có muốn kết hôn với tiểu mỹ nhà bác à vâng có muốn kết hôn với cô ấy đã lâu thực sự con rất yêu cô ấy thế thì tốt quá con hãy dịu dàng với nó có mẹ nó ghét người lạnh lùng giám đốc của nó rất lạnh lùng khó tính nên con bé có phần sợ hãi Bà mong con không lạnh lùng khó tính như giám đốc của nó hiện giờ Bà Lương không ngờ Mình thản nhiên nói xấu anh trước mặt anh Bởi vì đơn giản là bà không hề biết Cô đứng sát bên Toát mồ hôi lạnh Thôi chết cha rồi Quả này mẹ giết con rồi Cô muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho xong Anh quay lại nhìn cô Với ba cái vạch đen trên mặt Cô chỉ biết nặn ra nụ cười khổ Anh quay lại nhìn bà Lương Thật vậy à bác con không nghĩ Thuần Mỹ nói xấu con trước mặt bác như vậy Anh vừa nói Vừa thầm nghiến rằng Trong lòng la lớn Lương Thuần Mỹ Cô được lắm Bà Lương bất ngờ Ý con là sao à, Dạ đúng ạ Con là giám đốc công ty cô ấy đang làm Đồng thời là vị hôn phù của cô ấy ạ Dì à, nãy giờ im lặng Bây giờ lên tiếng Không xong rồi Mỹ Mỹ ơi Dì à, vừa nói vừa cười Cô nhanh chóng giải thích à, Mẹ à Lúc đó con tức con nói vậy thôi ạ Ra dạ là vậy Thế tiền phẫu thuật của bác cũng do con chi trả đấy à? Không có gì đâu bác, chuyện nhỏ thôi ạ. À. Thực sự cảm ơn con nhé. Thuần Mỹ nhà bác gặp được con đúng là phúc ba đời rồi. Bà Lương vẻ mặt rất hài lòng. Cứ như thế họ trò chuyện. Đến 9 giờ cô và anh ra về để mẹ cô nghỉ ngơi. Mưa ra khỏi phòng bệnh, anh khôi phục nét mặt lạnh lùng thường ngày. Cô được lắm Lương Thuần Mỹ, cô biết cách bôi nhọ người khác đấy. Xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu. Cô vừa nói vừa cười gượng. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó. Chiều mai 11 giờ tôi đón cô tới chỗ Thomas may lễ phục nhé. Vâng, được rồi ạ. 11 giờ trưa hôm sau, chị Lý Lâm chạy xe đưa anh đến nhà để đón cô. Sau đó cùng đến chỗ Thomas. Chị Lý Lâm cũng rất bất ngờ với quyết định của anh. Không hiểu hai người họ này sinh tình cảm lúc nào. Nhưng cũng thực sự mừng khi chị thiếu tìm được một nửa của mình. Lương Thủy Mỹ nhanh chóng lên xe. Thay vì ngồi vào ghế lái phụ hôm nay cô ngồi ghế sau với anh thực sự hồi hộp xe chạy tới shop thời trang vô cùng lớn và xa xỉ của thomas lần thứ hai cô đến nên cũng không bất ngờ như lần trước để không nghi ngờ anh trực tiếp nắm tay cô đi vào hành động này khiến tim cô đập rất nhanh như muốn bay ra ngoài bước vào trong vẫn là không gian xa xỉ thomas đứng bên cạnh đợi sẵn thấy nắm tay cô bước vào trong lòng không ngừng ngỡ ngàng anh nhanh chóng tiến lại nói anh kết hôn thật đấy à trịnh tuấn Thomas thực sự không thể tin nổi Mà anh bắt đầu đen Bộ trong mắt bọn họ Anh là gay à? Sao lại không kết hôn được? Tôi nói rồi, đo cho cô ấy đi Còn tôi có biết rõ rồi còn gì nữa Ờ à, vâng, chị Tổng Nói xong anh lấy thước dây đo cho cô Nhân viên đứng bên cạnh nhìn cô chăm chăm Cô ấy đúng là có phúc Thomas dùng dây thước đo hô lên ba vòng của cô 88, 56, 90 Cô có số đo Nghe là biết thân hình rất đẹp rồi cô Lương ạ à? à không, cô Trịnh mới đúng chứ Thomas tán thưởng, mặt lương thường bị đỏ hồng, còn Trịnh Tuấn lạnh lùng như thường ngày. Xong rồi chứ? Xong rồi xong rồi. Tôi nghĩ ra kiểu váy cho cô ấy. Trịnh tổng hôm đó nhớ mời tôi đấy nhá. Việc đó còn tùy nữa. Anh nói xong đứng dậy, nắm tay cô ra khỏi shop thời trang của Thomas. Thomas bây giờ không ngờ anh kết hôn, đúng là quá bất ngờ. Sau khi ra khỏi cửa hàng thời trang của Thomas, cô kêu anh đưa cô tới bệnh viện. Tới bệnh viện rồi, còn anh thì đến công ty. Đang đi, cô nghe tiếng điện thoại vang lên. Vội lấy ra, thấy tên Lục Lệ Thành. Alo, em nghe ạ? À? Ừ, em dạo này khỏe chứ? Em rất khỏe ạ, à. còn anh? Anh cũng rất khỏe. Cô tìm cái ghế đá ngồi xuống. Anh định khi nào thì về lại ạ? À? Chắc hơn 2 năm nữa, mẹ anh sức khỏe không ổn định, công việc thì quá nhiều em ạ. À. Cô thở dài, trước sau gì cũng phải nói với anh. Chị Tuấn là người có quyền có tiếng, tiền tương anh kết hôn chắc chắn lan truyền rất nhanh Công ty anh thuộc top 5 công ty trẻ lớn mạnh nhất thế giới Tiếng tam không thể xem thường Thế là anh không thể dự buổi đính hôn và lễ kết hôn của em rồi Lục lệ thành nghe vậy Nghĩ rằng cô đang đùa Em đùa với anh à Không em nói thật ạ à? Một tháng nữa em đính hôn Sau khi đính hôn em chính thức kết hôn ạ à? Lục lệ thành sốc Tim anh đau quá Như ai đó hung hăng cầm dao đâm vào Hơn một tháng không gặp Người con gái anh thương sắp kết hôn Có quá tàn nhẫn với anh không chứ Em kết hôn với ai? Dạ là Trịnh Tuấn ạ Giám đốc công ty em á Ừ phải ạ Cô không thể để bất kỳ ai biết bí mật này Mặc dù rất rất muốn giải thích với anh Thuấn Mỹ à Anh thực sự bất ngờ đấy Chính bản thân em cũng bất ngờ Vì nó xảy ra quá nhanh Cô và anh trò chuyện một lúc Anh nói có việc nên tạm biệt Anh có bận gì đâu Chỉ là đang sốc nặng Anh mất cô thật ư Chẳng ai biết bây giờ anh đau đến mức nào Bản thân muốn về ngăn cản cô nhưng mẹ lại đang cần anh Lại nghe từ miệng cô nói yêu người đó Anh càng cảm thấy đau đớn Anh rất nghi ngờ của hôn nhân này Nhưng khi nghe cô nói cô rất yêu người đó Anh thực không còn tâm trạng nghi ngờ Mà chỉ toàn đau thương Anh tắt điện thoại Nếu như tiếp tục nói Anh sợ mình không kiên nhẫn bật khóc Tại sao người đầu tiên anh yêu thực lòng lại như vậy Ước mơ chinh phục bảo vệ cô giờ đâu còn nữa Sau khi kết thúc cuộc gọi Cô lên phòng bệnh của mẹ Rồi thay cho dì Hà về nghỉ ngơi Hai người khi biết Trịnh Tuấn vừa đưa cô đi lấy số đo ba vòng cho nhà thiết kế nổi tiếng váy cưới, biết chắc chắn anh thực sự rất giàu có. Nhưng khi cô nói ba mẹ anh đều mất, hai người thấy anh thực kiên cường để vượt qua nỗi đau gây dựng sự nghiệp, cuộc sống sau này của cô chắc chắn hạnh phúc. Thôi thì cô bản thân không hiểu gì về gia đình anh. Anh bảo cô, nếu mẹ cô có hỏi gia đình anh thế nào, cứ nói rằng là ba mẹ anh đã mất thời kỳ nghỉ phép ba ngày của cô kết thúc nhưng mọi khi đến công ty làm việc gặp anh cô có chút bối rối nhưng phải cố gắng thích nghi sau này chẳng phải sẽ cùng sống một nhà trong vòng hai năm phải cố gắng chứ biết sao được lúc nào gặp hay đối diện với anh cô đều dặn lòng cố lên cố lên anh là ân nhân của mày cơ mà tuy lo sợ nhưng vẫn làm việc chăm chỉ đột nhiên tiếng gõ cửa phòng cô truyền tới nghe vậy cô lấy làm lạ không biết ai nhở mời vào cánh cửa đẩy ra trước mặt thân hình cao lớn Nhìn thấy anh cô bất ngờ đứng phát dậy Ờ chị Tổng à có chuyện gì thế Anh có thể gọi tôi qua mà Sao sang đây mắc công Cô đi theo tôi Anh Quang cho cô đúng một câu rồi quay lưng bước đi Cô có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần đi theo anh Cô và anh xuống dưới xe đợi sẵn Trên đường đi anh nói vài câu Nhưng cũng đủ hiểu Đến tòa soạn nhé Anh có buổi phỏng vấn Chuyện anh và em phải công bố sớm Tai cô nghe từng chữ từng chữ phát ra từ miệng anh Đúng là có chút hốt hoảng Đến thỏa soạn á Cô với anh thông báo về chuyện này à Lo lắng nhở Hờ thở cô thực sắp không ổn định Đúng một cái giám đốc của một trong những công ty hàng đầu thế giới Kết hôn với cô gái nghèo nàn Liệu cô gây bão scandal không Cô có bị ném đá tơi tả không nhở Không biết đối mặt với dư luận thế nào nữa cơ Có nghe có nói gì không đấy Vì ở trước mặt người khác Anh và cô xưng hô thân mật Nãy giờ cô vẫn không lên tiếng nên anh khó chịu Câu hỏi của anh làm cô giật mình À, vâng, em biết rồi ạ Vừa nói cô vừa cúi mặt Em biết cô khó thích nghi được nên nói Không cần lo đâu, có anh bên cạnh em rồi Câu nói này kết thúc Không gian trong xe yên tĩnh hẳn Xe chạy vào tòa soạn lớn nhất Bắc Kinh Anh trực tiếp nắm tay cô đi vào trong Cái gì tới thì tới Đối mặt với sự thật lúc nào cũng khó khăn Nhưng buổi phỏng vấn hôm nay khá thuận lợi Chắc tại có anh nên phóng viên không làm khó cô Vừa về đến công ty Mọi người nhìn cô chăm chăm bàn tán xì xào có người gặp cô Không chào bằng cô Lương Mà chào thành cô Trịnh Cô nghe vậy dùng mình Sao họ biết nhanh nhở và phòng làm việc cô mở laptop Tin mới nhất trên mạng xã hội Tổng giám đốc Trịnh Thị chính thức tuyên bố đính hôn Hôn lễ được cử hành vào một ngày gần nhất Nối tiếp những tin đó Là tin bài về cô Cái gì mà người phụ nữ may mắn nhất Từ thư ký trở thành bà xã giám đốc Cô đọc thì mở to mắt Hèn gì mọi người trong công ty nhìn cô như vậy Ngày mai chắc chắn báo đang tùm lum rồi. Thực chán quá đi mất. Thông tin vừa đưa lên thu hút hàng triệu lượt xem. Những lời bình luận toàn là ganh tị, nói cô may mắn. Chắc cô điên mất thôi à? Đang muốn nổ tung, điện thoại di động vang lên. Người gọi là Lục Lệ Thành. Alo em nghe ạ. À? Kể từ khi quen biết anh, cô bỏ ra ít thời gian tìm hiểu về anh. Ngoài tên Lục Lệ Thành, anh có tên là Kai. Hôm nay cô gọi thử xem. Kai à, có chuyện gì thế ạ? À? Đầu dưới bên kia chuyển đến tiếng cười nhẹ Em chịu khó tìm hiểu với anh nhở à? ừ, Tất nhiên phải tìm hiểu mà Nhưng lần này không cười nữa Anh nói bằng giọng hết sức mệt mỏi Em sắp kết hôn, đó là sự thật à? Anh không tin Nhưng xem tin tức hôm nay anh biết mình phải tin Cô nghe vậy, trong lòng có chút khựng lại Thực ra bản thân cô còn sốc Huống chi là anh Vâng, em sắp kết hôn ạ à? Dù có tin Nhưng anh vẫn muốn chúc em hạnh phúc Vâng, cảm ơn anh anh xin lỗi không thể về dự ngày vui của em không sao em hiểu ạ bản thân cô không muốn anh dự vì hơn ai hết cô hiểu cảm giác đóng kịch mệt thế nào đám cưới chỉ là hình thức thực tế cô với trịnh tuấn có gì đâu cô chỉ biết sau khi bước vào bàn hợp đồng cô sẽ không còn hồn nhiên vui vẻ như ngày thường sẽ trở thành một cô gái lo lắng trầm tư dù nhiều lần tự mình vẽ ra hình ảnh cuộc sống hôn nhân giả của mình và anh nhưng tại sao cô không cách nào có thể thích nghi nổi thế này thời gian trôi qua không để nàng ai thoáng đó một tuần nữa đến lễ đính hôn của anh và cô mẹ cô khỏi bệnh và đã xuất viện anh mua cho mẹ cô căn nhà khá lớn để bà sinh sống vì nếu tiếp tục ở xa như mọi khi cũng khó để chăm sóc cô biết ơn anh về chuyện này tuy từ chối nhiều lần nhưng không thành cho nên cuối cùng đành chấp nhận dì hà cũng chuyển lên sống cùng mẹ cô cô cũng không lo bà bị cô độc nữa chiều nay cô cùng anh đến chỗ thomas thử vái cưới Tức cô không biết bộ dạng mình mặc đồ cô dâu thế nào. Khi tới nơi Thomas cười nói. Tôi không làm anh thất vọng đâu chị Tuấn ạ. Ngay tức thì Thomas cho nhân viên đưa cô vật thay đồ. Còn anh thì lo cho chú rể. Cô hoàn toàn lạc vào trốn xa hoa. Chiếc váy đuôi cá rất đẹp. Vừa nhìn vào sẽ có cảm giác nó xa xỉ. Bây giờ xu hướng hoa gen để trang trí áo cưới rất thịnh. Nên đã được Thomas khai thác. Chiếc váy đuôi cá được trang trí bằng hoa gen màu trắng phần tay áo làm bằng vải lưới rất mỏng nếu nhìn sơ không thấy chiếc váy này có tay mà chỉ là chiếc váy cúp ngực thực sự làm cho người nhìn hứng thú kết hợp chiếc váy cưới đuôi cá của cô anh được chuẩn bị cho một bộ vest đen phối hợp chiếc cà vạt được thiết kế và may ôm sát thân hình tôn lên vẻ cao lớn đôi chân dài rắn chắc của anh khi cô bước ra anh thực bất ngờ cô quá là đẹp nhưng bản tính lạnh lùng của anh vẫn không bỏ anh chỉ nhìn một chút rồi quay mặt đi chỗ khác Thomas nhanh chóng lên tiếng Đây là trang phục cho lễ đính hôn Có nhiều bất ngờ lắm đấy Trong lòng cô dối bời Trời đất ạ à, Không nghĩ có một ngày mình thế này Đúng là xa xỉ Chỉ là váy đính hôn mà xa hoa như vậy Váy cưới thì sao nhở Suy nghĩ chưa bao lâu Cô và anh bị Thomas kéo vào trong phòng thử bộ đồ cưới Lần này cô choáng ngợp Với chiếc váy cưới công chúa này Độ phòng của chiếc váy thực sự rất lớn Cô mặc vào trông như một công chúa thực sự chiếc váy cúp ngực ở dưới được trang trí họa tiết là những canh hoa trắng bao trùm xung quanh thực sự chỉ có một chữ là đẹp nó quá lộng lẫy anh được thomas chuẩn bị bộ vest đen nhưng thay vì cảm vạt như lúc nãy lần này là chiếc nơ ngay cổ anh mặc vào đậm chất chú rể thực sự sang trọng thấy cô nhân viên của thomas giúp cô kéo váy anh lần này nhìn chằm chằm cô xác định rằng cô rất hợp với chiếc váy này hài lòng chứ trịnh Tổng? Trước câu hỏi của Thomas, anh chỉ tờ ơ nói Tạm ổn Anh thực sự khiến người ta mất hứng Vì không muốn chậm trễ Thomas tức khuya dậy sớm thiết kế May ra thời gian ngắn Thế mà chỉ đổi một câu tạm ổn của anh Đúng là tức chết người ta Xong công việc, anh đưa cô về Mẹ cô và dì Hà khi thấy hai chiếc váy Được cô chụp hình trong điện thoại Chỉ biết thốt lên hai từ quá đẹp Họ rất vui khi cô tìm được người đàn ông tốt Nhưng họ không biết rằng ẩn sâu trong những sự tha hoa lộng lẫy Thực sự cô rất hoang mang Từ sau khi anh công bố về chuyện anh sắp kết hôn Nó luôn là tin nóng nhất hiện nay Hôm nay lộ ảnh anh và cô Cô vào cửa hàng thời trang nổi tiếng của Thomas chọn đồ cưới Cô dạo này không cần đến công ty làm việc Chỉ ở nhà và ở nhà Khi biết tin anh sắp kết hôn Dương Thủy Mỹ ngày nào cũng đến công ty tìm anh Nhưng không gặp được Hôm nay anh đi xuống để lên xe chuẩn bị đi gặp đối tác Đúng lúc cô ta vào công ty tìm anh Thì anh đi tới Cô ta chạy lại kéo tay anh Chị Tuấn, anh kết hôn thật đấy à Mặt anh lạnh lùng chán ghét Sao người anh ghét không muốn gặp Cứ bám giết theo anh thế này Liên quan Anh lạnh lùng nói rồi tiếp tục xài bước đi Nhưng cô không buông tha dễ dàng Thần hình cô lao từ ôm anh từ phía sau Không ai biết giây phút này Anh cảm thấy người mình bẩn đến thế nào Dùng tay kéo cô ta ra Nước mắt cá sấu của cô ta chảy xuống trong lòng anh chỉ có hai chữ đê tiện anh dừng lại đi mà em sai rồi em sẽ ngoan ngoãn bên anh có được không trời đất ơi cô ta nghĩ mình đáng giá à đúng là hết thuốc chữa tôi không có thói quen dùng hàng đã qua sử dụng và bẩn thỉu cô đối với tôi chỉ là hạt bụi không hề có sức ảnh hưởng nào cho nên đừng tốn công vô ích nó chỉ khiến tôi khinh cô nhiều hơn thôi nói rồi anh bước đi để mặc cô ta quỳ khóc giống khổ anh biết cô ta là người độc ác xấu xa nên để phòng ngừa chuyện bất chắc trong hai buổi lễ sắp tới anh cho người giám sát cô nhân cử nhất động anh đều biết cả cho nên cô ta không có cơ hội dở trò sau khi gặp đối tác trợ lý lâm đưa anh sang trung tâm đá quý chuyên phụ trách thiết kế làm ra những mẫu nhẫn kim cương để đính hôn và đám cưới cho giới thượng lưu anh đặt gần một tháng nhận mới được làm xong nhận đính hôn của anh vào cô cũng khá bình thường như những giới thượng lưu khác là một cặp nhẫn kim cương những nhẫn cưới dành cho cô dâu thực sự đặc biệt anh đích thân yêu cầu giám đốc trung tâm tìm cho anh nhẫn Vix viping Tuy khó, nhưng đối với giám đốc trung tâm vẫn có thể hy vọng mua được. Chính giám đốc trung tâm tham gia buổi đấu giá của thế giới kim cương mang về chiếc nhẫn Vix theo đúng yêu cầu của anh. Tên tuổi của loại kim cương thực không còn xa lạ với người thừa tiền. Nó thực sự rất quý hiếm, không phải có tiền là có thể mua được, còn tùy vào duyên nữa. Chiếc nhẫn này đáng giá 11,8 triệu đô, với viên kim cương màu hồng thuần khiết lên đến 5,5 carat, nó được mệnh danh ngôi sao lấp lánh. anh cảm thấy hài lòng khi công việc mình giao được hoàn thành, mang chiếc nhẫn đi ra khỏi trung tâm đá quý mà những nhân viên nữ hết sức ganh tị với cô gái được làm vợ anh và sở hữu hai chiếc nhẫn xa xỉ đó. hôm nay là lễ đính hôn của anh và cô, thực sự trong lòng cô hồi hộp, tuy chỉ đóng kịch nhưng trong lòng cô khẩn trương. Buổi đình hôn được làm trong nhà hàng lớn Là đình hôn chỉ có người thân Vì thế anh chọn căn phòng VIP nhất của nhà hàng để mở tiệc Căn phòng chủ yếu tông màu trắng Nhìn sang trọng và đẹp mắt Bên anh ba mẹ không còn Chỉ còn có bạn mà anh tin tưởng Là Lâm Trung Nhân và Thomas đến dự Phía cô cũng không có nhiều Chỉ có mẹ và dì Hà Mọi người ngồi vào vị trí của mình Chưa để 5 phút cái cửa mở ra Anh nắm tay cô đi vào Cô thực sự rất thích hợp với váy đuôi cá nó tôn lên từng đường cong cơ thể cô Nhìn cô dịu dàng xinh đẹp Anh và cô bước vào trong Ai cũng phải thẫn thờ Nói rằng quá sướng đôi Tiến lại vị trí dành cho cô dâu chú rể Anh mở chiếc hộp màu đỏ Bên ngoài được bọc bằng vải nhung Nhìn rất đẹp mắt Nhưng khi mở ra cực kỳ xa hoa Cảm nhận kim cương màu trắng sáng lấp lánh Tôi lên sự cao quý Ngay cả bản thân cô cũng rất bất ngờ Cô nghĩ chỉ là màn kịch Anh chắc chắn không quá cầu kỳ Nhưng cũng đúng anh là người có danh tiếng nên phải chuẩn bị kỹ càng là chuyện đương nhiên. Anh lấy chiếc nhẫn dành cho nữ và cầm tay cô đeo vào. Bàn tay cô nhỏ bé trắng mịn làm chiếc nhẫn đẹp hơn. Dù như nó sinh ra là dành cho cô. Từ lúc trao nhẫn cho anh, cô có chút gợ gạo. Cô thực sự không quen cầm tay anh. Cô thực sự thấy sợ bản tính ẩn sau dáng vẻ điển trai của anh. Một tâm tư vô cùng lạnh lẽo. Tại cô run run cầm tay anh đeo vào. Cả hai khui rượu sâm panh, rót rượu mời mọi người, rồi cùng nhau uống rượu da bôi kết thúc buổi lễ đình hôn anh đưa cô về trước mặt mọi người anh tỏ vẻ tâm trạng mình rất tốt nhưng không ai ngờ bên trong nó thê lương thế nào anh từng mơ ước về ngày trọng đại của bản thân nắm tay người con gái mình yêu bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của người ba mà anh rất coi trọng có lẽ ông trời không muốn cho anh thực sự hạnh phúc anh chẳng còn gì về khái niệm gia đình và tình yêu hôm nay quyết định cùng cô làm hợp đồng hôn nhân vì muốn cô có thể giúp anh quên đi mảnh vỡ của quá khứ để tiếp tục theo đuổi cái thứ mà anh tưởng dễ dàng nhưng nó thực sự xa vời với anh đó chính là hai chữ gia đình anh quá mệt với cuộc sống hiện tại ngoài công việc chẳng biết phải làm gì nhiều tiền để gì chứ ẩn do vẻ lạnh lùng bí hiểm là nỗi đau khó có thể thuyên giảm ở công ty anh làm việc đến nỗi áp lực stress về đến nhà nỗi cô đơn cào xé trái tim anh nghĩ mình nên tìm gia đình nhỏ cho chính bản thân, nhưng thực lại không biết bắt đầu từ đâu. Khi nỗi đau tính đang nghi về mọi thứ xung quanh không thuyên giảm mà càng ngày càng gia tăng. Cô là lựa chọn theo anh là an toàn, mong rằng lần này mình không sai người, hy vọng cô cho anh thấy trên đời có người phụ nữ tốt để bản thân trải nghiệm với tình yêu của chính mình khi hợp đồng kết thúc. Anh hoàn toàn không cố định dây dưa hay dành tình cảm cho cô. Buổi đình hôn qua 5 ngày như luôn là tin hot, là tiêu điểm của mọi người. Dù sắp đến ngày kết hôn Nhưng anh vẫn làm rất nhiều việc Hôm nay công việc nhiều Anh ở lại làm tới 21 giờ Vì sức khỏe trợ lý Lâm không được tốt Anh tự mình lái xe về Sau ngày dài làm việc Khuôn mặt có chút mệt mỏi phờ phạc Cà vạt được nới lỏng Áo tây trang cầm trên tay Chậm rãi xuống bãi đỗ xe Anh là người nhạy cảm sắc bén Nên dù mệt cỡ nào cũng quan sát xung quanh Trên đời này kẻ thù với anh không thiếu Chỉ vì trong làm ăn lúc nào cũng vượt trội nên dành nhiều cơ hội cho trịnh thị để cho các công ty khác phải căm phẫn. Anh đã đối mặt rất nhiều việc trả thù dơ bẩn cho nên tính tự vệ rất cao. Anh có cảm giác có người theo dõi mình nên bước đi thực nhanh, nghe được tiếng giày cao gót rõ hơn. Anh nhanh chân hơn, bước chân xài đi khiến cho người ngoài kia có chút thay đổi tốc độ. Người đằng sau sợ mất dấu anh chạy theo, anh đột nhiên dừng lại quay mặt về sau. Kết quả, cô gái với váy đen body ôm sát cơ thể tôi lên đường cong quyến rũ, Khuôn mặt anh lập tức trở nên lạnh lẽo u ám Giọng nói đầy khó chịu Cô định giờ cho gì nữa đây Anh vừa nói vừa chán ghét nhìn thẳng mắt cô ta Đôi mắt đen như mực của anh bây giờ hiện rõ sự phẫn nộ Giờ Thủy Mỹ tôi muốn tặng anh món quà Cô như chúc mừng anh ngày trọng đại sắp tới Cô ta nói xong Trực tiếp đưa một chiếc túi nhỏ vì anh Tâm trạng anh không tốt Mà lại ở trước mặt anh không biết điều Lần trước khi thấy súng quanh hướng phía cô ta Cô ta bấn loạn như vậy Bây giờ dám đứng trước mặt anh dở trò Để em thư giác rửa này vứt đi cho tôi Tôi nhắc lại Tôi không đụng vào cô Không phải là tôi không dám Chỉ vì cô quá bẩn để tôi đụng vào Đừng để tôi phải giết người Ánh mắt cô ta thoáng run sợ Nhưng rất nhanh để lại tinh thần Tiếp tục trò đùa với lửa Anh cầm lấy đi Giúp anh trong đêm tân hôn đấy Tôi chỉ có ý tốt Muốn anh tân hôn vui vẻ Nên chuẩn bị hộp thuốc kích dục Tăng hương vị cho anh thôi Cô ta vừa nói, vừa lấy tay cuốn tóc lộ rõ nét khiêu khích. Anh cảm thấy không kiềm chế được. Nếu dáng đứng đây, chắc chắn anh giết chết cô ta. Khuôn mặt anh hiện lên sự ghê tởm và khinh bỉ. Anh không muốn bẩn tay nên không nói gì quay sang hướng khác. Định xài bước phía xe của mình, cô ta lên tiếng. Nhớ thuốc này, tôi có được ba của anh đấy. Bước trên anh đột nhiên dừng lại. Cô ta thấy vậy, đã ý nói. Đúng, tôi dùng nó để có được ba anh vào ngày đó. Dù gì ông ta cũng chết rồi, thì cũng nên rửa tội cho ông ta. Ông ta phải oan ức 4 năm nay vì vết bẩn không thể nào rửa sạch. Nếu có trách, trách ông ta quá tin tưởng con trai mình, nên luôn tin vào người mà đứa con trai nó đem về. Nhờ vậy tôi dễ dàng chút thuốc để lấy được cuộc sống giàu sang trong thời gian qua. Dương Thủy Mỹ bây giờ đầu óc không còn nghĩ gì nữa. Cô ta vào giờ phút này chỉ biết dùng chiêu trò này làm anh tổn thương, mong anh rời ngày đính hôn và ngày kết hôn để cô ta nghĩ ra chiêu trò mới nhằm phá hoại cuộc hôn nhân đó. Anh nghe vậy thực sự bất ngờ Nếu bây giờ anh bày tỏ thái độ hối tiếc Chẳng phải làm cô ta vui mừng vì đạt mục đích Trong lòng khó chịu Cô ta đúng là con rắn độc Liên quan gì tới tôi Đó là quá khứ Chẳng có chút ý nghĩa gì trong cuộc sống của tôi Cho nên cô Dương đừng mãi bài đặt đeo bám Thủ đoạn dơ bẩn của cô Tôi không cần quan tâm Dù cô chết tôi cũng không cần bận tâm Cô đừng ảo tưởng tôi còn quan tâm Hay luôn nhớ đến cô làm gì Tôi cảm thấy như vậy cô rất tội nghiệp Hy vọng lần này lần cuối tôi nói với cô Đừng đụng vào bất cứ chuyện gì xung quanh cuộc sống của tôi Nếu không muốn tôi tặng cô một cái kết thảm Anh vừa nói Ánh mắt sắc bén hiện lên Dương Thủy Mỹ không ngờ anh phản ứng như vậy Nó vừa xa tầm tính toán của cô Khi đối diện ánh mắt anh Cô dùng mình sống lưng bắt đổ lạnh Mồ hôi toát ra ngày một nhiều Nhưng cũng chỉ biết im lặng nhìn anh Anh bước lên xe Phóng đi với tốc độ chóng mặt trên đường phố đông đúc chỉ chưa đầy 5 phút về tới căn biệt thự Anh nghiêm nghị xuống xe bước vào trong Mặc cho người giúp việc chào hỏi Anh im lặng không có ý trả lời Khi có người hỏi anh muốn dùng cơm không Anh chỉ lạnh lùng nói không cần Rồi đi một mạch về phòng làm việc của mình Hơn ai à hết Cảm giác của anh lúc này tồi tệ Anh chỉ còn lại người cha Người thân duy nhất của cuộc đời này Nhưng anh đem người không nên đem về nhà Khiến gia đình của mình tan nát Mất cả đi người thân cuối cùng bấy lâu nay không nghĩ rằng mình hiểu lầm ông anh không quá bận tâm khi thấy khuôn mặt hoảng hốt của ông khi nằm trên giường với cô ta anh không tìm hiểu kỹ xảy ra chuyện gì không coi trọng khi ông cố giải thích với mình anh chỉ biết cố chấp nghĩ rằng ông vì ham mê sắc dục cướp đi người con gái đầu tiên mà anh thương vậy mà giờ đây khi biết mọi việc chỉ là sắp xếp ông ấy chỉ là một phần chính nằm trong kế hoạch của cô ta suy nghĩ tới đây anh ức chế la lớn đồ rắn độc Mọi thứ trên bàn làm việc biến vứt lung tung xuống Như mong rằng được hả giận Anh mắc lỗi quá lớn trong chuyện này Đẩy ba và tâm trạng bi thương mất đi tất cả Giờ người sống chết thế nào anh chưa rõ Anh phải tìm ông bằng mọi cách Có Dương Thủy Mỹ Chỉ cần cô ta làm một việc hạ đến cuộc sống của anh Anh thề không để cô ta sống yên Hôm nay là ngày trọng đại của anh và cô Hôn lễ được cử hành tại nhà hàng xa hoa bậc nhất Khách của bữa tiệc rất đông Nhà hàng hôm nay được anh bao chọn Tất cả những căn phòng đến sảnh tiệc đều là của anh Nhà hàng hôm nay đều bị chuyển thành tông màu trắng Những cánh cửa được trang trí bằng hoa hồng trắng Nhìn tất cả phạm vi của bữa tiệc Được anh cho người trang trí một cách đẹp nhất 16 giờ chiều Khách của anh đến đông nghẹt Mọi người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bữa tiệc Thảm đỏ mới tinh dành cho cô dâu Nổi bật giữa gian phòng trắng sáng Ngay cánh cửa gỗ màu nâu Cô dâu xuất hiện đi vào thảm đỏ Được trải bằng một khung cửa bằng hoa hồng trắng những chiếc bàn tiệc cũng là màu trắng Xa lẫn những chai rượu vang quý hiếm Nhân viên nhà hàng mặc trang phục cực kỳ xa hoa Khách vào, nhân viên niềm nở chào đón Làm tất cả những người khách mời cảm thấy chuyên nghiệp Giống như là người thuê họ Tầm 19 giờ khách đến đông đủ Nhà báo cũng được mời đến khá đông Khi không khí bữa tiệc nhộn nhịp Nhưng khi cô và anh xuất hiện Tất cả là mảng im lặng Anh với bộ vest đen trang trọng bước vào Tiếng thẳng sân khấu đứng chờ cô dâu xuất hiện khi cha xứ kêu Xin mời cô dâu Cánh cửa gỗ màu nâu được mở ra Hình ảnh cô dâu xuất hiện trước mặt mọi người Cô mặc chiếc đầm cưới công chúa gen cúc ngực màu trắng Xung quanh trang trí bông hoa trắng nhỏ nhắn Trên tay cầm đoá hoa hồng đỏ Cô dịu dàng trong tay mẹ mình từ từ đi lên sân khấu Cánh hoa hồng từ trên cao lác đác rơi xuống Làm bầu không khí trở nên lãng mạn Anh nhìn cô chăm chăm Hôm nay cô thực rất đẹp Ngay cả anh có phải phần rung động khi cô bước tới gần chỗ anh Anh bắt đầu đưa tay phía cô Khuôn mặt thoáng chút ngựa ngùng Tay cô được mẹ nắm lấy đưa về phía anh Trước khi trao tay cô cho anh Bà không quên nói Hãy chăm sóc cho thuần mỹ Nghe câu nói đầy nguyện vọng của bà Anh bình thản nói Vâng thưa mẹ Cuối cùng tay cô nằm trong lòng bàn tay anh Anh và cô cùng nhau tiến lại chỗ cha xứ Cha xứ thì anh và cô đến gần Nở nụ cười ấm áp nói Hai con rất xứng đôi Cảm ơn cha hai người cùng đồng thanh trả lời thôi được rồi chúng ta bắt đầu nghi lễ trịnh tuấn con đồng ý cưới cô dâu lương thuần mỹ làm vợ hứa chăm sóc cô ấy thật tốt dù giàu nghèo bệnh tật cũng ở bên cô ấy cha sứ dõng sạc nói không khí yên ắng chợt vang lên tiếng nói đầy uy quyền của anh con đồng ý cha sứ nghe vậy mỉm cười hướng sang phía cô lương thuần mỹ con đồng ý cưới trịnh tuấn làm chồng hứa chăm sóc cô ấy thật tốt dù giàu nghèo bệnh tật cũng ở bên cậu ấy giọng nói cha xứ lần nữa vang lên giọng cô có chút run run nhưng nhanh chóng khôi phục nhẹ nhàng có đồng ý ạ à? vậy ta tuyên bố từ giờ phút này hai con chính thức là vợ chồng cha xứ nói dứt câu hoa hồng đỏ rơi xuống chúc mừng cô và anh nhận cưới của anh và cô được mang đến anh mở chiếc nhẫn mọi người cực kỳ thán phục chiếc nhẫn viết binh sáng lấp lánh trở thành tiêu điểm của mọi người Cô chỉ thấy qua chiếc nhẫn này Không hề nghĩ rằng một ngày mình được đeo nó trên tay Chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp bút của cô Sau khi anh trao nhẫn cưới cho cô Cô nhẹ nhàng nắm bàn tay anh đeo chiếc nhẫn vào Nhưng cảnh tiếp theo khiến hai người cứng đờ Mọi người dưới liên tục gieo hò hai chữ hôn đi Mà cô đỏ bừng, mặt anh cứng ngắc Hai người biết mặc dù trong đám cưới Cô dâu chú rể hôn nhau là chuyện bình thường nhưng sao đối với họ giờ phút này nó khó chấp nhận như vậy? Ngay cả cha xứ đang chờ đợi một màn hôn nhau. Làm sao cô và anh từ chối được? Cô thì không thể chủ động. Gan cô đâu to đến mức đó. Còn anh đứng nhìn cô. Trong anh không có biểu hiện gì muốn chủ động hôn cô. Cô thấy vậy, tâm trạng rối tung rối mù. Mặc cho anh nhìn mình. Cô cúi thấp đầu như một đứa trẻ chịu phạt. Bỗng nhiên bàn tay anh khẽ nâng cầm cô lên, cúi xuống trực tiếp hôn lên môi cô. Cô bất ngờ với hành động của anh Mở to hai mắt Trái tim đập loạn xạ Môi anh càng lúc càng ma sát môi cô Rồi sau đó bắt đầu không yên phận Càn cuối vào bên trong Môi lưỡi dây dưa một lúc Anh ngừng lại và buông ra Khi anh dừng lại Mà cô đỏ đến mang tai Hai mắt trợn lên như đang oán hận anh điều gì đó Màn hôn vừa rồi khiến người xem đỏ mặt Anh dìu cô bước xuống sân khấu Đi kính rượu khách mời Mẹ cô và dì Hà thấy cảnh hôn giữa hai người Họ rơm rơm nước mắt vì mẹ cô và dì hà mong rằng cô tìm được một nửa thực sự thương yêu mình. dì hà không có con sớm xem cô như con ruột, thấy cô hạnh phúc bà cũng vỡ òa. bữa tiệc kéo dài đến hai ba giờ đêm, đêm khuya mọi người ra về, chỉ còn bà lương, dì hà, lâm trung nhân, thomas, anh với cô, sáu người đứng trò chuyện một lúc. anh bảo thomas đưa bà lương và dì hà về, còn thư ký lâm đưa anh và cô về biệt thự. Chiếc xe Bentley màu đen quen thuộc rẽ vào cổng căn biệt thự phong cách châu Âu sang trọng. Cửa xe mở ra, cô và anh cùng bước xuống. Vì phần váy cô quá phồng, có đi lại bất tiện một chút. Anh ân cần dìu cô đi vào trong. Người giúp việc thấy cô chào hai tiếng cô chủ. Cô vui vẻ đáp lại lời chào của mọi người bằng nụ cười tươi. Ai trong số người giúp việc này cũng nghĩ cô vừa đẹp vừa tốt. Cậu chủ cưới cô ấy quá là tuyệt vời. Anh vẫn lạnh băng nhìn cô. Chào hỏi xong ôm eo cô đi lên phòng Hành động anh khiến cô đỏ mặt Thực sự không quen với hành động này chút nào Cô thực sự bị hấp dẫn Sau khi cánh cửa gỗ lớn mở ra Căn phòng chủ yếu tông màu trắng đen Lộ ra trước mắt Nó rộng rãi sang trọng Nhưng ẩn sâu trong đó Cô thấy cái gì đó lạnh leo u ám Nồng đượm sự cô đơn Anh thấy cô ngẩn người thì lên tiếng Em không cần nhìn kỹ về đâu Nó sẽ là của em trong vòng 2 năm Anh chỉ đơn giản nghĩ Sau 2 năm hợp đồng giữa cô và anh kết thúc Căn phòng này cũng thế Cô có thể gắn bó với nó trong 2 năm Cô không biết nói gì vào giờ phút này Hành động của mình nằm trong tầm mắt của anh Có điều khi nghe anh nói vậy Trong lòng có chút buồn Nhưng không hiểu sao cảm giác đó tìm đến cô Kia là phòng để quần áo của em Bên cạnh là nhà tắm Anh vừa nói Vừa chỉ hai hướng cánh cửa gỗ màu trắng Vâng cảm ơn anh Cô khách sáo nói Sau đó tới căn phòng để quần áo anh nói Cánh cửa được cô đẩy ra Bên trong không thể xa hoa hơn được nữa Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp, áo tê trang, vest, cà vạt, áo sơ mi, đồng hồ, giày, quần âu, quần áo ở nhà của anh được treo lên và xếp gọn. Nhãn hiệu thì vô cùng nổi tiếng, anh đúng là thừa tiền mà. Xa bên đồ của anh là phần đồ của cô, nó được xếp ngăn nắp không khác gì bên anh, nhưng có điều tất cả là đồ mới. Trong đầu cô xuất hiện dấu hỏi to đùng, quần áo của cô đâu rồi chứ? Từ váy áo đầm, quần áo, áo khoác, váy xã hội, bộ đồ dài, bộ đồ đùi, giày cao gót, túi sách, trang sức, cả đồ lót đều được đổi mới. Nhãn hiệu vô cùng nổi tiếng trên thị trường. Cô không tin vào mắt mình. Chạy ra thấy anh Thành Thơ ngồi vắt chéo chân trên ghế. Đồ của em đâu rồi? Tất cả anh đổi mới hết rồi. Nhưng cô định nói đồ cô vẫn dùng được thì bị anh cắt ngang. Không ý kiến gì hết đâu. Anh nói xong đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất. Hai tay đút túi quần nhìn ngắm thành phố về đêm Cô chỉ biết giờ có nói gì cũng không được Đành đi vào trong phòng thay đồ Lấy ra một bộ dài kín đáo để tắm Nhưng cô lại có vấn đề với cái váy cưới Dây kéo ở sau dường như mắc vào cái gì đấy Cô quều quào đưa tay ra Nhưng mà cũng không thể được Loài hoài mãi không được Chỉ còn cách mở cửa nhà tắm e dè bước ra Anh vẫn đứng ngay sát cửa sổ Nghe tiếng mở cửa nên xoay người nhìn Cô vẫn với bộ dạng là cô dâu xinh đẹp bước ra Mặt anh có chút khó hiểu Cô bước vào đó 15 phút Sao trên người vẫn mặc bộ dạng như cũ Anh đang suy nghĩ Giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên Anh có thể giúp em được không Kéo kéo cái áo Nó mắc cái gì đó em không kéo xuống được Cô vừa nói vừa cúi đầu xuống Mà anh ngơ ngác Chỉ vì dây kéo cô ở trong đó 15 phút à Cô sợ anh làm gì cô Nên không dám nhờ anh ư Bất lực với cô Bất lực rồi cô mới nhờ anh à Nhìn bộ mặt anh biến thái đến vậy ư Anh vừa suy nghĩ Vì đi về hướng của cô ra hiệu anh sẽ giúp Cô xoay người đưa lưng phía anh Tay chạm và dây kéo Sau đó thô bạo kéo xuống Vì dây kéo mắc phải sợ chỉ nên nó bị kẹt Dây kéo được kéo xuống Phần cúc ngực bắt đầu lỏng ra Cô biết anh kéo xong Bộ lấy tay ôm lấy trước ngực mình Phòng tránh nó tuột xuống Và lưng trắng mịn trơn bóng lúc ẩn lúc hiện trước mắt anh Anh ở hướng quay mặt hướng khác Cảm ơn anh Cô nói xong ôm váy đi vào nhà tắm Nhẹ nhàng mở nước nóng vào bồn tắm Hơi nước bốc lên một mảng mờ nhạt Cô cởi chiếc váy rồi vào bồn ngồi xuống Cô suy nghĩ những thứ trong phòng quần áo Điều làm cô xấu hổ nhất chính là đồ lót Xem biết kích cỡ của cô nhở Mới lại anh thích màu trắng và đen à Ngày cầu đồ lót của cô chỉ độc hai màu trắng đen Giống như căn phòng này của anh ý 45 phút trôi qua cô đi ra Anh thấy cô ra thì lặng lặng lấy đồ của mình rồi vào phòng tắm anh trước giờ chưa từng nghĩ sau biến cố đó có thể ở cùng với người phụ nữ. Quần áo của anh cũng có quần áo của phụ nữ. Bữa ăn của anh có thêm một người. Phòng tắm có dầu gội sữa tắm của phụ nữ. Hay đúng hơn, sử dụng chung phòng tắm với người khác. Ngay cả chiếc giường cũng có thêm thành viên. Sau khi cô tắm xong, Đá mắt nhìn quanh phòng. Ánh mắt cô dừng ở chiếc bàn trang điểm màu trắng. Trên đó bày đủ các mỹ phẩm thương hiệu nổi tiếng, son phấn đều đầy đủ. Nó làm cô tò mò nên xem thử đúng là hàng hiệu ngay cả chai nước hoa được bao bọc với vẻ ngoài vô cùng đẹp mùi hương rất nhẹ và thơm tất cả những thứ trên bàn có mùi thơm đặc trưng son phấn nước hoa đều có mùi hương khác nhau nói chung trên bàn trang điểm hộ tụ những thứ gọi là đẹp và thơm nhất trên giường rộng lớn màu trắng làm cô nhìn vào muốn ngủ nó hiện diện ngay ngày càng gần cô nhớ tới câu tôi sẽ không làm hại thân thể cô lúc này cô yên tâm leo lên giường vui mặt vào chiếc gối mềm và tầm chăn ấm áp Căn phòng được bao trùm bởi khí lạnh tỏa ra từ cái máy điều hòa, cùng phong cách đẹp, chiếc giường êm ái, cô nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Dù gì cả ngày hôm nay quá là mệt, với cả cô không muốn đối diện với anh trên giường vào lúc này. Khi cô ngủ sâu, anh cũng tắm xong, lau khô tóc rồi lên giường ngủ. Chiếc giường rộng lớn được ngăn cách bởi chiếc gối ôm dài màu trắng. Anh chỉ liếc nhìn cô gái nằm bên cạnh, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ. Ánh nắng buổi sáng nó rọi vào căn phòng màu trắng. Chỉ trên chiếc giường rộng lớn Đôi nam nữ ngủ với dáng vẻ vô cùng thân mật Cô gái ngủ say Tay bất giác vòng qua hông người đàn ông bên cạnh Chân cô thuận thế gác lên đôi chân thon dài của anh Chỉ có ô màu trắng đêm qua cô dùng để ngăn cách giữa hai người Bây giờ bị văng sang một bên Người đàn ông vô cùng kiên nghị Dường như không cố định ôm lại cô gái nằm cạnh Tay khoanh trước ngực Cặp chân dài anh yên phận không chút xe dịch Cô khẽ ngáp Đôi mắt đẹp dần dần hé mở Đập vào thị giác Góc cạnh khuôn mặt của người đàn ông vô cùng tuấn tú Chưa bao giờ cô nhìn anh gần thế này Vì thế không để ý tay chân của mình đặt ở đâu Trong lòng thầm nghĩ Chưa lúc nào cô nghĩ mình ngủ chung giường với tổng giám đốc Của công ty phát triển hàng đầu thế giới hiện nay Bình thường anh lạnh lùng Tại sao khi ngủ vẻ ương ngại không vơi đi nhở Nhìn đủ chưa cô Lương Người đàn ông bên cạnh bất ngờ lên tiếng Cô đang mải ngắm nhìn và suy nghĩ Nghe tiếng nói của anh Tim muốn bay ra khỏi lồng ngực Cô rất ngựa ngùng khi nghe câu hỏi của anh Giá ngủ của em đẹp thật đấy Anh nói Cặp mắt đen cũng mở hẳn ra Cái gì chứ Cô đồng thời nhìn quanh Cuối cùng tìm cái lỗ để chui xuống cho xong đi mà Tại sao cô vòng tay qua hông anh Một cách thân thiết như vậy Chân cô gác lên chân anh thân mật như thế Cô vội vàng thu tay chân lại Rồi nhảy xuống giường Anh anh dậy lúc nào thế Cô hỏi để lảng tránh câu hỏi của anh Đủ để chứng kiến mọi việc em làm Câu nói của anh kết thúc Bầu trời của cô sụp đổ Vậy là anh dậy trước cô Đồng nghĩa anh chứng kiến cô ngủ say Không tự chủ hành động bản thân Cô không biết làm gì đành chạy thẳng vào trong nhà tắm Là vệ sinh cá nhân Anh nằm trên giường môi khẽ nhách một chút Sau khi cô làm vệ sinh cá nhân xong Đi thẳng xuống nhà Mùi thơm của đồ ăn nhanh chóng dậy mùi Trên bàn gần 10 món cho buổi sáng Tất cả những thức ăn bày biện trên bàn rất đẹp mắt Đúng là giới thượng lưu nhỏ Bữa sáng cũng cầu kỳ món nào cũng đắt tiền cô từ tối qua rất bận cho nên ăn ít sáng nay cảm giác đói nhanh chóng tìm tới anh cùng lúc bước xuống thấy cô biết cô đói nên bảo cô dùng điểm tâm dùng bữa sáng thôi anh nói xong kéo ghế ngồi xuống cô nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện anh anh bắt đầu dùng đũa gắp thức ăn anh ăn mỗi thứ một ít như nếm mùi vị cô dù gì cũng không phải lần đầu dùng bữa cùng anh nên cũng đỡ ngại cô dùng đũa của mình gắp những món mình thích Lát nữa anh đưa em đến trường đại học Cô biết anh uy tín Và làm việc rất nhanh Anh không có nhiều thời gian Nên sắp xếp sao cô nghe vậy Vâng Sau khi dùng bữa sáng Anh và cô lên phòng thay đồ Cô mặc chiếc đầm màu xanh nhạt ra tới đầu gối Anh vẫn là bộ đồ tây trang màu đen Anh và cô thay đồ xong đi xuống Trợ lý Lâm đợi sẵn Hai người lần lượt lên xe Chiếc xe êm ả à trên đường phố Bắc Kinh Rồi dừng trước trường đại học nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc Anh và cô bước xuống anh nắm tay cô đi vào trong Đưa cô đi gặp những giáo viên của trường Thầy hiệu trưởng và phòng cô học Tất cả những người ở đây không ai dám đắc tội với cô Vì họ quá quen thuộc cái tên và thế lực của anh Cô là vợ anh ai dám động chứ Hơn nữa anh bắt đầu đầu tư vào ngôi trường này Nên họ hết mực cúi đầu Cô thực sự biết ơn anh Cuộc đời tưởng trường không biết cánh cửa đại học thế nào Bây giờ có thể tiếp tục học Lại ở một điều kiện tốt thế này nữa Ngày đầu tiên học diễn ra thuận lợi nhưng có vẻ thời tiết không mấy tốt. 5 giờ chiều, tiết học kết thúc, nhìn ra ngoài trời mưa như thác đổ, kèm những tiếng sấm sét chói tai. Vì cô không muốn cái gì cũng phiền đến anh, nên đưa ra quyết định không cần tài xế đưa đón. Anh ban đầu không chấp nhận, nhưng cô vì cố gắng thuyết phục nên anh đồng ý. Không lẽ cô không muốn làm phiền tới anh là sai à? Thời tiết đang phản ánh cô à? Bây giờ không còn sớm nữa, mưa càng lúc càng lớn, đi bộ ra ngoài đường bắt taxi, chắc lúc đó quần áo ướt sũng rồi. Cô định nén lại đợi mưa tạnh rồi về Nhưng đột nhiên di động reo lên Người gọi là mẹ cô Con nghe đây mẹ Bà Lương giọng để ấm áp À Tuấn mời mẹ và dì Hà sang nhà dùng cơm Cho nên mẹ đang ở nhà con đấy Con tan học chưa Dạ con tan học rồi ạ Cô vừa nói trong lòng thắc mắc Không biết anh mời mẹ cô với dì Hà đến dùng cơm là có ý gì Thế con về đi nhá Trời đang mưa đi lại cẩn thận không bị ướt đấy Bà Lương nói không quên dặn dò cô cô từ nhỏ đến giờ khỏe mạnh nhưng không hiểu sao khi bị ngấm mưa là sẽ sốt cao ngay cho nên bà luôn chú trọng khi trời mưa vâng có biết rồi ạ lương thuần mỹ nói dứt câu điện thoại kết thúc mẹ và dì hà ở nhà đợi cô sao về trễ được không chút do dự cô cất di động vào túi chạy ra ngoài đón xe từ ngặt mưa rơi xuống làm ướt áo sơ mi trắng của cô thấm vào da thịt khi cô bắt được xe quần áo của cô cũng không còn khô giáo ngồi trong taxi mở máy lạnh cô bắt đầu run cả người về tới nơi, hai tay cô khoanh trước ngực đi thẳng vào trong nhà. Bà Lương dì Hà đang ngồi uống trà cùng với Trịnh Tuấn. Anh vừa từ công ty trở về, trên người mặc bộ tây trang màu đen. Cô cực kỳ nhếch nhác trong hoàn cảnh này, quần áo ướt sũng, tóc ướt nhèm và rối tung, cảnh tượng đúng là dọa người. Ôi trời ơi, con ướt rồi à? Bà Lương lo lắng để tách trà xuống bàn. Không sao đâu ạ, à, có lên phòng thay đồ là xong. Cô vừa nói vừa run run cả người. Dồi ôi trời ơi, mau lên thay đồ đi con, Dì Hà thấy cô ướt cũng lo lắng trong lòng Lồng anh nhíu lại Mắt nhìn cô chăm chăm Giọng nói lạnh lùng vốn có vang lên Lên phòng thay đồ đi Anh nói xong đứng dậy kéo cô lên Bộ dạng cô trong mắt anh bây giờ thực thảm Đã bảo để tài xế đưa về Nhưng cô không chịu Bây giờ thì bị ướt mưa Dù gì anh cũng cần thay đồ cho nên cùng cô lên phòng Vào trong cô lập tức chạy vào phòng đồ Lấy ra bộ đồ dài để thay Vì thực sự cô cảm thấy lạnh quá lấy đồ xong đi vào phòng mở nước nóng tắm rồi đi ra anh thay đổi xong đang ngồi gác chân trên ghế sofa cô thấy anh cứ chút giật mình vì cứ tưởng anh xuống dưới không nghĩ rằng còn đang ở đây định kêu anh đi xuống xong nó lạnh lẽo của anh vang lên anh nói rằng để tài xế đưa em về tại sao em từ chối bây giờ xem đi em bị gì đây chị tuấn nói bằng giọng khó chịu em chỉ bị mắc mơ chút thôi không sao đâu ạ cô nuốt nước bọt rồi nói bộ dáng anh đúng là quá đáng sợ đi mà Thôi được rồi, sau này đừng trách tôi không lo lắng cho em trong quá trình làm hợp đồng. Anh nói xong đứng phát dậy mở cửa đi xuống. Thấy anh tức giận, cô lủ thủ đi theo. Bữa ăn hơn 15 món được bày ra trên chiếc bàn rộng lớn, nhìn cứ như bữa tiệc long trọng ấy. Tôm hùm canh gà đầy đủ trang trí đẹp mắt. Mọi người cùng nhau dùng bữa. Nhưng thuần Mỹ chỉ cảm thấy lạnh, không muốn ăn. Nhưng mà vẫn phải dáng ăn vì sợ mẹ cô với dì Hà lo lắng. Với cả người đàn ông ngồi cạnh nữa, nếu cô bệnh chắc chắn biến thành kẻ vô dụng trong mắt anh. cô dùng đũa gắp thức ăn nhưng tay run run. bà lương thấy vậy hỏi: Thuần mỹ à, con sao thế? con không sao ạ. cô giật mình khi nghe bà hỏi thứ mà cô muốn che đậy. cô đang cố tỏ ra mình khỏe mạnh. thế mà bà vẫn thấy có gì khác thường à? nếu có gì phải nói ngay nhé. con thường bị sốt cao nếu bị ướt mưa mà. dạ vâng ạ. cô cúi đầu ăn, không dám ngước mặt lên vì sợ mọi người biết cô đang khó chịu trong người. Không biết anh cứ một lúc lại quay sang thăm trưởng cô Bữa cơm kết thúc Bà Lương dị hà ở lại trò chuyện một chút rồi ra về Sau khi hai người họ về Cô đi thẳng lên phòng ngủ Còn anh đi vào phòng làm việc Có vài hồ sơ cần xử lý Lương tuần Mỹ chính thức chịu lại không nổi Cô chạy lên phòng tắt máy lạnh Rồi chui hẳn trong chăn Vừa nằm vừa run mà không biết chán mình rất nóng 11 giờ đêm anh trở lại phòng ngủ Đi vào cảm thấy phòng không bật máy lạnh Cứ nghĩ lúc nãy quên bật Đang định bật thì bây giờ tiêu điểm khiến anh chú ý là cô Thấy cô nằm vui mình trong chăn Anh cho mày đi lại giường ngồi cạnh cô Tâm trí lương thuần mỹ trở nên mơ hồ Miệng kêu rên hừ hừ Tay anh di chuyển đặt trên chán cô Cho mày sâu hơn Chán cô quá nóng Anh đi vào phòng tắm lấy chậu nước ấm Rồi lấy khăn đi lại chỗ cô Anh lấy khăn nhúng vào nước ấm Rồi vắt thật ráo đặt lên chán cô Cảm thấy nhiệt độ nóng quá Anh lấy di động của bác sĩ hứa Người luôn có mặt khi anh cần Hay đúng hơn là bác sĩ riêng của anh Vừa gọi đầu dưới bên kia nhắc máy Đến nhà tôi gấp nhá Thuần Mỹ bị sốt cao Anh nói bằng giọng đầy gấp gáp Vâng vâng trịnh tổng Ba sĩ hứa nghe vậy liền đáp lại Cuộc gọi kết thúc Anh mở hộp tủ y tế lấy ống nhiệt kế để đo nhiệt độ cho cô Giác dối bắt đầu tới Vì cô mặc áo dài tay Anh phải luồn tay từ cổ áo vào Mới có thể kẹp vào nách được Anh khá vụng về không biết bắt đầu từ đâu Cầm nhiệt kế luồn từ cổ áo vào trong Mặt anh bắt đầu biến dạng Trước dưới không đụng vào cơ thể bất kỳ người phụ nữ nào Bây giờ phải làm thế này Lại còn lướt qua vòng một của cô Điều này cảm thấy không hề dễ chịu Mười phút sau ba sĩ hứa đến Anh cho người gọi ông lên phòng Ông ta đi vào Thấy cô vùi mình trong chăn Mà mặt thì đỏ ửng. Ông biết nhiệt độ trong cơ thể cô cực kỳ cao Chị Tổng à Đo nhiệt độ cho cô ấy chưa Tôi kẹp vào rồi Bây giờ lấy ra được đấy Vậy chị Tổng giúp tôi lấy ra Xem nhiệt độ cô ấy thế nào ông nói như vậy đều có lý do các bệnh nhân khác ông làm được chứ đây vợ anh ai dám đụng tới mặt anh hiện lên ba cái vạch đen lúc nãy luồn tay mãi bây giờ một lần nữa luồn vào để lấy ra thực tức chết cái người con gái trên giường này nhưng trước mặt mọi người cô là vợ anh cho nên cơ thể cô ngoài anh ra không ai được động tới anh đành lần nữa đụng tay thôi được rồi anh vừa nói vừa dùng tay mình luồn vào bên trong lấy cái nhiệt kế ra Ý thức cô bây giờ không còn Làm sao biết ai làm gì mình Hiển thị trên nhiệt kế đúng là dọa người Sốt đến 40 độ Chị Tổng à cô ấy sốt cao quá Bây giờ tôi truyền nước để cô ấy hạ sốt Đồng thời tôi tiêm thuốc cho cô ấy Tôi kê đơn cho cô Trịnh Cậu hãy cho người nấu cháo cho cô ấy ăn nhé Rồi sau đó uống thuốc Vậy là mau đi cô ấy đang sốt cao quá Chị Tuấn sau khi thấy nhiệt độ trên cơ thể cô Trong lòng càng xoắn lên Điều anh cần bây giờ là cô hạ sốt Và dễ chịu trong người Nhìn thấy cô co rúm trên giường, lòng anh thắt lại. Bác sĩ hứa lấy túi nước biển truyền cho cô, rồi lấy kim tiêm thuốc cho cô. Xong công việc đâu đấy, ông đưa thuốc cho anh rồi ra về. Ngày mai ông lại đến truyền nước tiêm thuốc cho cô tiếp. Sau khi bác sĩ hứa ra về, anh cho người nấu cháo, rồi sau đó mang lên phòng ngồi cạnh giường cô, liên tục lấy tay sờ chán cô. Nước biển truyền được một nửa, cả thấy nhiệt độ của cô hạ, cho nên anh đánh thức cô dậy để ăn cháo rồi uống thuốc. Thuần Mỹ à, Thuần Mỹ, dậy đi. Anh vừa nói vừa lai nhẹ người cô. Chắc vì cơ thể dễ chịu hơn chút. Lúc này đây cô ý thức mở mắt ra. Ăn cháo đi, rồi uống thuốc cho hạ sốt. Nói dứt câu, anh ra ngoài kêu người giúp việc mang cháo lên. Anh trở lại giường đỡ cô dậy. Cô mệt mỏi vô thức dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh. Cháo được mang lên, anh đút từng muỗng cho cô, vừa đút vừa thổi. Nhưng quan vài miếng lại thôi không chịu ăn nữa. Anh cố ép, nhưng cô không chịu ăn nên đành cho cô uống nước rồi uống thuốc sau khi uống thuốc xong cô mệt mỏi dựa vào ngực anh giờ phút này anh vô cùng dịu dàng nhẹ nhàng vuốt tóc cô sờ chán cô cảm thấy chán cô bớt nóng cho nên lúc này đỡ lo hơn có mệt không tuy nhiệt độ đã giảm nhưng anh muốn biết hiện giờ trong cơ thể cô thế nào cô lười biếng không trả lời chỉ gật đầu một cái rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ anh ngồi trên giường cùng cô mặc cho cô dựa vào ngực mình tay vẫn vuốt mái tóc cô, ân cần kiểm tra nhiệt độ cho cô. Và các bạn thân mến, đến đây thì tập truyện thứ hai đã kết thúc rồi. Các bạn cảm thấy nội dung như thế nào ạ? Với Mai thì đang rất hấp dẫn, rất muốn đón đợi tập truyện tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông để không bỏ lỡ các bạn nhé. Và chia sẻ lại cảm nhận của bạn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.